Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn Thạch Trư ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc bước lên cẩn thận quan sát. Lòng lại thầm tiếc vì đồ đằng văn phủ kín trên chiếc răng nanh này đều là đồ đằng văn thần cấp. Hắn xem mà không hiểu, hẳn là do con ngụy thần thú kia khắc lên trên xương của mình. Nhưng là chiếc răng nanh này đã bị phong ấn dưới hồ nước, chém đứt một phần đồ đằng văn, làm cho đồ đằng trên răng nanh không còn hoàn chỉnh nữa. Cũng có nghĩa là uy lực của nó thua kém uy lực lúc còn hoàn chỉnh rất nhiều. Dù như vậy thì cũng không hề thua kém 10 hung binh đâu. Tân Hoạt đánh giá một lúc rồi nói: chỉ là khó có thể tế luyện, cũng khó tế lên được. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi: sao khó tế luyện ư? Tân Hoạt đáp: đây là thần nha, là loại răng nanh vững chắc nhất của ngụy thần thú đấy, cứng vô cùng, nên tinh thần lực của ngươi khó có thể khắc lên đó được. Không thể bố trí đồ đằng văn của mình lên trên thì khó có thể tế luyện được. Còn về phần khó có thể tế lên thì ngươi cứ thử sẽ biết thôi. Trung Nhạc kế thác hồn phách trước, tế hồn trong răng nanh. Hắn lập tức cảm nhận được trong răng nanh có ẩn chứa thú tính cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại dễ ký thác hơn các hồn binh khác, cũng dễ điều khiển hơn. Hẳn là lúc còn sống, con cự thú kia đã rèn nanh vút của mình rất nhiều, khiến cho nó không còn chút tạp chất nào, nên Trung Nhạc tế hồn mới thuận lợi như vậy. Đây là biểu hiện của loại hồn binh tốt nhất. Hồn binh càng tốt thì càng dễ tế hồn, càng không bị trở ngại, thúc dục cũng thuận lợi vô cùng. Chỉ có hồn binh có chất lượng chênh lệch thì khi tế hồn mới gặp khó khăn. Chủ yếu là vì hồn binh chất lượng kém, có quá nhiều tạp chất. Lúc tế hồn gặp phải tạp chất thì chẳng khác nào đi đường quanh co gập ghềnh, khắp nơi là núi đá chặn đường cả. Một bên là con đường rộng rãi bằng phẳng, một bên là đường hẹp mà lầm chởm núi đá, bên nào tốt hơn đã quá rõ ràng. Với lại, hồn binh có chất lượng kém thì dù về độ cứng rắn, dẻo dai đều kém xa hồn binh tốt, cũng không bảo vệ tốt được hồn phách của mình, không thể tế hồn lâu. Gặp phải chiến đấu thì còn có tình huống hồn binh vỡ vụn, hồn phách bị chém. Một cái răng nanh dài 1.7 trượng, tin rằng dù 10 cái hung binh cũng sẽ không thể khiến cho nó hao tổn chút nào. Có thể thấy nó sẽ bảo vệ hồn phách tốt ra sao. Lúc gặp phải chiến đấu thì cũng yên tâm mà tế lên dùng. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn cảm giác được hồn phách của hắn như được chăm sóc nuôi dưỡng trong chiếc răng nanh. Giống như hồn phách được ngâm mình vào suối nước nóng vậy, thoải mái dễ chịu, mà dần trở nên mạnh hơn. Hắn cảm nhận được rõ ràng rằng kiểu tăng lên này không phải do tu luyện mà có, mà là tăng từng bậc cao hơn. Trong răng nanh này có chứa thần tính, tuy không nhiều nhưng rất tốt cho ngươi. Tân Hỏa nói: ngươi có cảm nhận được loại thần tính này hay không? Trung Nhạc nghe vậy thì hiểu ra, quả thực hắn cảm ứng được một loại khí tức thần tính tồn tại trong răng nanh, là khí tức mà cả Long Lân kiếm và hộp kiếm Long Huyết cũng chưa từng có. Hẳn đó chính là thần tính mà Tân Hỏa nhắc tới. Thần tính trong cái răng này quá ít, nếu mà đủ ngưng tụ thành một giọt nước là có thể khiến hồn phách của ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Tân Hỏa tiếc hận nói: tiếc rằng đây chỉ là một con ngụy thần thú, có được chút thần tính này đã là quá giỏi rồi. Điểm tốt của thần tính thì giờ ngươi còn chưa cảm nhận được đâu. Tuy nhiên sau này trong lúc tu luyện, từ từ ngươi sẽ biết thôi. Cho dù đối với tư chất, ngộ tính, sự lớn mạnh của hồn phách ngươi, tốc độ tu luyện hay cảm ứng linh của ngươi đều sẽ tăng lên rất lớn, tốt hơn rất nhiều loại linh đan diệu dược nhiều. Trung Nhạc nghe vậy thì lòng vui vẻ nói: thần tính trong răng nanh giúp ta tăng lên sao? Tân Hỏa đáp: chỉ là răng nanh của một con ngụy thần thú thì có chưa bao nhiêu thần tính cơ chứ. Thần tính giúp ngươi tăng lên là về mọi mặt,
chưa nói tới những thứ khác kìa. Chỉ riêng tư chất thôi đã là không nhỏ rồi. Người bình thường, kể cả luyện khí sĩ, đều có tư chất hạn chế. Tu luyện tới một trình độ nào đó thì sẽ dừng lại, không thể tiếp tục tiến lên. Tu vi bị giam cầm, cả đời đều bị nhốt ở cảnh giới kia. Mà thần tính tăng cấp độ tư chất là có thể giúp ngươi đột phá lồng giam đó rồi. Trong kiếm môn, ngoài trung nhạc thì có luyện khí sĩ nào có thể dùng thần tính săn sóc hồn phách được đây? Kiếm môn ta tọa lạc trên một ngọn núi lửa, cũng nằm ở trên một tòa kim sơn. Nếu hoàn toàn khai phát ma hồn cấm địa bên dưới kiếm môn sơn thì sẽ được nguồn tài nguyên dồi dào như thế nào đây? Trung nhạc không khỏi nghĩ tới số lượng cự thú nhiều không đếm được trong ma hồn cấm địa. Chỉ một chiếc răng nanh thôi đã thần kỳ như vậy. Nếu có thể sử dụng tất cả đám cự thú ma hồn quan tài kia thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Chỉ sợ có thể quét sạch đám yêu tộc và các chủng tộc khác. Đáng tiếc là ma hồn cấm địa quá nguy hiểm, ngay cả các vị môn chủ kiếm môn ta cũng đều chết ở nơi kia. Trung nhạc rót tinh thần lực ra, thử tế chiếc răng nanh kia lên. Thế nhưng thật không ngờ, nó đâm sâu vào trong núi đá, không chút động đậy. Ồ! Trung nhạc kinh ngạc, lập tức rót thêm nhiều tinh thần lực ra nữa. Trải qua lôi quang rèn luyện, nay thức hải của hắn đã có thể thấy lôi xà bay múa. Tuy không làm được lôi trì, nhưng chỉ riêng độ dẻo cùng sức mạnh của tinh thần lực thôi thì đều không thua kém các luyện khí sĩ khác, thậm chí còn hơn hẳn. Trình độ tinh thần lực của hắn không thua luyện khí sĩ, chỉ thua đối phương về mặt tu vi. Nguồn tinh thần lực cuộn trào gia trì cho hồn phách của hắn. Trung nhạc thét lớn một tiếng, nhưng lúc này chiếc răng nanh kia vẫn cắm trong núi đá, không mảy may động đậy. Đừng thử nữa, đây là thần nha. Dù là răng nanh của ngụy thần thú thôi thì cái cường độ tinh thần lực của ngươi cũng không thể điều khiển được đâu. Tân Hỏa cười nói, thần nha cũng không nắng, nhưng vì đó là xưng thần nên có tác dụng áp chế tinh thần lực của ngươi, cho nên ngươi không thể tế nó lên được đâu. Đợi khi tinh thần lực của ngươi đủ mạnh thì mới có thể sử dụng nó được. Thật sự là không nặng sao? Trung nhạc có phần không tin. Hắn giơ long chảo, nắm lấy răng nanh, ra sức rút ra, rồi lập tức đen cả mặt lại, cả giận mắng. Tân Hóa, thế này mà ngươi bảo là không nặng sao? Cái răng nanh này chỉ ít cũng phải 1 vạn cân, thế mà không nặng sao? Dù hắn hóa làm long tướng với khí lực mạnh mẽ kinh người, chỉ một tay mà muốn cầm lấy chiếc răng nanh này thì cũng có phần cố sức. Chiếc răng nanh này dài tới 1,7 triệu, nhưng về trọng lượng thì còn nặng hơn kim thiết không biết bao nhiêu lần. Trung nhạc nhấc chiếc răng nanh lên nói, cơ mà cường độ tinh thần lực và hồn phách của ta đã có thể khống chế được vật nặng 1,000 cân. Chẳng qua tế răng nanh lên thì nó lại chẳng suy xuyển chút nào. Xem ra cường độ tinh thần lực của ta quả thật là chưa đủ. Đợi tới khi ngươi tinh luyện tinh thần lực tới mức độ lôi trì, khi đó tinh thần lực và hồn phách của ngươi mới có thể khống chế được cái răng này. Hiện giờ ngươi chỉ có thể dùng nó như binh khí mà thôi. Một chiếc răng nanh lớn thế này chém người thì tiện phải biết ta, không thua kém hồn binh chút nào. Tân Hỏa liền thúc giục, đi thôi, chúng ta mau đi tìm truyền tống đại trận mà ta đã để lại, sau đó đi tới mặt trăng cảm ứng nguyệt linh nào. Như vậy chiếc hồn binh này sẽ đặt tên là Lưu Nhận đi. Trung nhạc cõng Lưu Nhận sau lưng, dùng tinh thần lực hóa thành 3 con dao long buộc chặt Lưu Nhận lại để tránh cho nó bị rơi xuống. Sau đó cất bước đứng dậy, thầm nghĩ, nay ta bị tinh khí thần thú hóa thành long tướng, phải tu luyện 10 ngày không gián đoạn mới có thể luyện hóa được hết số tinh khí dư thừa bên trong cơ thể, trở lại hình người. Nhưng tìm kiếm truyền tống đại trận của Tân Hóa quan trọng hơn, chi bằng vừa đi vừa tu luyện cũng là một cách tu hành củng cố phi tưởng luôn. Trong vùng núi rừng hoang vu ở Đại Hoang, đám yêu thú kinh ngạc ngơ ngác nhìn một con long tướng cao hơn 4 trượng, lưng cõng một chiếc răng nanh, dùng 2 chân chạy vụt qua trước người bọn chúng. Sau này trong đám yêu thú truyền lưu một truyền thuyết cổ quái rằng trong Đại Hoang có một con yêu thú đầu rồng với vằn hổ và bầm ngựa cùng đuôi rồng, dùng chân chạy đi như người. Truyền tống trận mà ta và Tân Hóa truyền thừa giả tiên nhiễm để lại không nằm ở trong Đại Hoang, mà là ở bên ngoài Đại Hoang. Lúc đó sông núi không phải như bây giờ. Ta xây truyền tống trận trên một ngọn núi lửa, dùng hỏa lực của núi lửa để duy trì sự vận chuyển của trận pháp kia. Trung nhạc đi lên một ngọn núi hùng vĩ trong Đại Hoang. Tân Hỏa nhảy ra,
nhìn ngó khắp nơi. Lúc này thì thấy vị thủy chảy cuồn cuộn, xa xa có tiếng sấm vang lên. Trên một vùng hồ lớn, lôi đình đang không ngừng đánh xuống, đúng là lãnh địa của lôi hồ thị. Lúc ấy nơi này chưa có vị thủy, cũng chưa có lôi hồ, càng không có kiếm môn sơn. Muốn tìm được ngọn núi lửa kia là chuyện không dễ dàng gì. Cũng may trận pháp ta để lại chưa bị phá hỏng, thi thoảng lại có tia dao động truyền tới để cho ta có cảm ứng được phương vị. Một lúc sau, Tân Hỏa vui vẻ nói: "Ở hướng kia chúng ta đi thôi." Trung Nhạc lập tức chạy xuống khỏi đỉnh núi theo phương hướng mà Tân Hỏa đã chỉ, thầm nghĩ: "Không ở trong đại hoang sao? Như vậy chắc chắn là ở bên ngoài đại hoang rồi. Nghe nói bên ngoài đại hoang vô cùng hiểm ác, cho dù luyện khí sĩ đi ra ngoài thì ít khi sống sót mà trở về được. Không biết chuyến đi lần này ta sẽ gặp phải cái gì đây?" Hắn dù lưng đeo liêu nhận nặng tới vạn cân, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, lao đi như bay giữa núi rừng, nhanh chóng tiếp cận lãnh địa của Thủy Đồ Thị. "Mau nhìn, mau nhìn, con long tướng kìa!" Bên trong một trại lớn của Thủy Đồ Thị, một tên luyện khí sĩ lập tức phát hiện ra Trung Nhạc đang đạp sông chạy đi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô lớn: "Con long tướng kia lại xuất hiện rồi, các vị sư huynh mau tới đây!" Trong Thủy Đồ Thị trại ồn ào náo động, lúc này ba tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị phóng lên cao, nhìn Trung Nhạc đang đạp sông lướt đi, một tên cười nói: "Đi bằng hai chân, quả như là con long tướng đó rồi, lần này không được để cho nó chạy thoát được." Sông Vị Thủy sóng nước cuồn cuộn, lúc này một con thuyền lầu dài tới hơn 10 trượng ầm ầm lái ra khỏi thủy trại, mà tên luyện khí sĩ đứng trên thuyền lầu điều khiển sóng gió hùng hổ mà lao tới. "Hà bá trợ thúy, hà bá trợ thúy!" Trong thủy trại vang lên những tiếng kêu, tiếng hô hào, tiếng trống đánh. Lúc này trong trại có kẻ nổi trống trợ uy, mà trong thủy trại đột nhiên vang lên một tiếng rầm rất lớn. Một vị thủy thần cao tới mấy trăm trượng từ từ bay lên, chính là Đồ Linh Đồ Đằng của Thủy Đồ Thị, thủy thần Hà Bá. Đồ Linh của Thủy Đồ Thị bị tiếng trống đánh thức, ngay lập tức mặt sông tối sầm lại, sóng to ngút trời, tăng thủy thế lên. Ba tên luyện khí sĩ có Đồ Linh Hà Bá tương trợ, khiến tốc độ thuyền lầu lập tức nhanh hơn, vù vù mà phóng tới phía Trung Nhạc. "Lại là lũ Thủy Đồ Thị sao?" Thù cũ hận mới ùa tới, Trung Nhạc phóng tới phía lâu thuyền. Dọc đường đi thì những con quái thú ầm ầm lao ra khỏi mặt sông, đều là dị thú mà do luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị dùng tinh thần lực ngưng tụ nước vị thủy biến ra, trông vô cùng hung ác. Thậm chí còn có những con quái vật lớn như sao long, thủy long. "À, con long tướng này biết thủ dai đấy, nó còn nhớ chúng ta từng đi săn nó kìa." Một tên luyện khí sĩ cười nói. Lời của gã còn chưa dứt thì đã thấy long tướng giơ vuốt gỡ chiếc răng nanh sau lưng xuống, rồi dùng sức vung lên chém vỡ hết tất cả các loại thần thông hệ thủy xung quanh. Tất cả đám thủy quái to lớn, thủy long, giao long đều bị chém nát. Trung Nhạc lướt sóng lao tới con thuyền lâu của Thủy Đồ Thị. Dầm một tiếng, sóng to ngập trời nâng thuyền lầu cao lên, dùng thế nghiền áp mà ép tới phía Trung Nhạc. Lúc này trên thuyền, ba tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia đều tự tế hồn binh xông tới phía Trung Nhạc. Rắc một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên, con thuyền lầu từ trung tâm từ từ vỡ ra, bị Trung Nhạc vung đao chém vỡ thành hai nửa. Hai nửa thuyền ầm ầm rơi xuống nước, dấy lên cơn sóng cao ngất rồi từ từ chìm xuống. Ba tên luyện khí sĩ thấy vậy thì hô lên thất thanh, bởi chiếc chiến thuyền này vốn là hồn binh số lượng có hạn bên trong thủy trại, là tọa giá của các đại thị tộc lui tới Thủy Đồ Thị, được các đời trưởng lão của Thủy Đồ Thị rèn rũa nên vô cùng kiên cố. Thậm chí lúc bộc phát ra chiến sự, chiếc chiến thuyền thuyền lầu này còn được sử dụng như chiến hạm, đỡ không biết bao nhiêu công kích của các loại hồn binh với thần thông, đến nay chưa hề bị tổn hại gì, lúc này lại bị chém thành hai nửa như vậy. Ba người vội thu hồi hồn binh, thất thanh nói: "Thanh đao kia có uy lực kinh người, đừng đánh chính diện với nó." Trung Nhạc bay lên trời, vùng trước đuôi rồng đảo qua, đánh bay một tên luyện khí sĩ. Tên kia lúc bay đi miệng hộc máu không ngừng. Trung Nhạc lại lập tức vung quyền đấm vào ngực tên luyện khí sĩ đó. Hai tên luyện khí sĩ vội vàng xoay người bỏ chạy, đã lại thấy con long tướng kia ngự lôi như một tia chớp đuổi theo, vung chảo tát bay hai người. Ba tiếng rầm 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 vang lên, lúc này ba tên luyện khí sĩ đâm vào thủy trại
của Thủy Đồ Thị đâm vào trong bức tường gỗ của Thủy Trại. Vụn gỗ dính hết lên người, toàn thân bê bết máu, chỉ để lộ hai cái chân ra ngoài. Ba người bọn họ không dám dùng hồn binh, bởi nếu cận chiến với Trung Nhạc thì cả ba căn bản không thể chống đỡ được. Lúc này, mặt mũi ba tên luyện khí sĩ đầy bột gỗ, dằm gỗ đâm vào mặt, vào cơ thể. Một kẻ hổn hển kêu lên: "Mau, mau thúc giục Khả Bá, thúc giục Khả Bá đi." Đám đệ tử Thủy Đồ Thị bên trong Thủy Trại vội vàng quỳ lại cầu khẩn, cúng bái Hà Bá bên trong Thủy Trại. Lúc này chỉ thấy Hà Bá kia càng lúc càng lớn, toàn thân ngập tràn đồ đằng văn, càng lúc lại càng rõ ràng. Xung quanh Thủy Trại lập tức dấy lên lốc xoáy thật lớn, cuồn cuộn xoay tròn. Tất cả đám thủy long lui tới tuần tra trong nước, không ngờ lại hóa thành thực chất giống như Long Vương trong nước vậy. Trung Nhạc vội dừng lại nhìn Tôn Hà Bá đằng xa kia. Hắn cảm giác được một loại khí tức khiến tim đập chân run chuyển tới từ trong Thủy Trại. Đồ đằng Hà Bá của Thủy Đồ Thị chính là đồ linh do đại thị tộc này vạn năm cúng bái cầu phúc mà luyện thành, mạnh mẽ vô cùng, giống như một vị thần linh chân chính tọa chấn ở trong Thủy Trại. Khí tức của đồ linh này nặng vô cùng, thậm chí còn làm cho nước sông Vị Thủy bành trướng lên, ngay cả không trung cũng bắt đầu hạ mưa. Bầu trời tối sầm lại, tiếng sấm sét đi đùng, sét rạch ngang bầu trời, chiếu rọi thân hình khổng lồ gấp đôi của vị thủy thần kia. Với thực lực hiện tại, Trung Nhạc mà dám xông vào Thủy Trại thì chắc chắn sẽ bị đánh tới không còn chút mảnh vụn nào. Vị Hà Bá kia đi lại trong Thủy Trại, gầm lên những tiếng vang vọng khắp trời, đi qua đi lại nhanh như thiểm điện, thế nhưng lại chẳng hề bước ra Thủy Trại lấy nửa bước. Thập đại thị tộc quả nhiên danh bất hy truyền, có Hà Bá này tọa trấn bảo vệ tộc nhân, bất cứ tên luyện khí sĩ nào mà xâm nhập đều sẽ chết không có chỗ trốn. Chỉ có đám cường giả như thủ lĩnh của yêu tộc chắc mới có thể đánh vào Thủy Trại này. Trung Nhạc không khỏi khen ngợi một tiếng, chỉ có đại thị tộc tích lũy ngàn vạn năm mới có thể có được đồ đằng mạnh mẽ như thế này. Giống như Trung Sơn Thị của hắn, đừng nói tới đồ đằng linh, cho dù một vị luyện khí sĩ cũng chưa từng xuất hiện. Hình như Hà Bá này không thể rời khỏi Thủy Trại thì phải. Hắn nhìn thoáng qua rồi chuẩn bị rời đi. Tuy hắn với Thiên Tượng Lão Mẫu là không chết không thôi, nhưng lại chẳng có mối thù sâu nặng với tộc nhân của Thủy Đồ Thị này. Chỉ bởi vì luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị từng định bắt mình nên mới dạy cho chúng một bài học nho nhỏ. Mau, mau đi mời trưởng lão tới hàng phục yêu nghiệt này, không thể buông tha cho con long tướng này được. Ba tên luyện khí sĩ đều tự thoát thân, một tên bay lên không trung, mặt mày dữ tợn nói: "Còn long tướng này lại dám sỉ nhục chúng ta, mau mời trưởng lão bắt nó, ta phải quất cho nó một trận, khiến nó phải phục tùng, để cho con súc sinh này biết sự lợi hại của ta." Lập tức một dòng nước vô cùng lớn phóng ra từ trong Thủy Trại. Bên trên dòng nước ấy là vài tên tộc nhân của Thủy Đồ Thị đang phóng theo hướng Kiếm Môn Sơn, định đi mời trưởng lão Thủy Tử An trở về. Mấy kẻ này không phải luyện khí sĩ mà đã từng là đệ tử thượng viện, không thể hiểu được linh trở thành luyện khí sĩ trước năm 16 tuổi nên phải trở về thị tộc trở thành chủ lực bảo vệ cho thị tộc. Trung Nhạc vốn định đi rồi, nhưng nghe nói vậy thì hắn dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng. Lôi đỉnh dưới chân bùng nổ, hắn lập tức bay lên đuổi theo đám đệ tử Thủy Đồ Thị kia đang chạy tới Kiếm Môn Sơn cầu viện. Ngay sau đó, mấy tên đệ tử kia bị đánh rơi xuống khỏi không trung, bụp bụp vài tiếng cắm xuống bãi bùn ven sông, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Lại có người bay ra từ trong Thủy Trại. Không lâu sau, bãi bùn bên cạnh Thủy Trại của Thủy Đồ Thị lại thêm vài cái đầu nữa. Đám đệ tử Thủy Đồ Thị rơi vào bãi bùn, kinh hồn táng đảm nhìn con long tướng đang bay múa trên không trung, không ngừng bắt giữ huynh đệ tỉ muội của mình, mà sợ hãi nên không dám động đậy chút nào. Có kẻ vừa định đào thoát thì bị lôi đình từ trên khung bổ trúng, đánh rớt vào bãi bùn. Lập tức tất cả đám đệ tử của Thủy Đồ Thị đều bị lôi đình đánh cho ai nấy tóc tai dựng người, người ngợm đen xì. Những kẻ khác thế thế thì thành thành thật thật không dám động đậy. Cầm thú, cầm thú mà. Ba tên luyện khí sĩ trấn thủ trại lớn của Thủy Đồ Thị giận dữ liếc nhìn nhau, một kẻ thấp giọng nói: "Ta giả vờ bay lên trên không định tới Kiếm Môn Sơn, các người hãy lén đi đường nước đi. Con nghiệt xúc này chỉ số thông minh không cao, chắc chắn sẽ không phát giác được đâu. Ta đối phó với nó, còn các ngươi đi mời trưởng lão đi. Chỉ cần trưởng lão tới thôi thì muốn xử nó như thế nào cũng được."
Hai tên luyện khí sĩ khác gật đầu đồng ý. Hai kẻ lập tức nhảy xuống nước, từ trong nước bơi ra ngoài thủy trại. Còn tên luyện khí sĩ kia thì giả vờ bay lên không trung kêu lớn: Nghiệt xúc, mau đuổi theo ta này, mau đuổi theo ta này. Trung Nhạc ôm vai cười lạnh không thôi. Tên luyện khí sĩ kia thấy vậy thì thầm nhủ không ổn. Sau đó gã liền thấy Trung Nhạc thả người nhảy xuống nước. Sau một lúc, mặt nước dầm một tiếng, nước bắn tung tóe. Rồi con long tướng kia xách một tên luyện khí sĩ đã nửa sống nửa chết lên, cũng chồng y vào trong bãi bùn. Còn may là một người thoát được. Vừa nghĩ vậy thì tên luyện khí sĩ kia lập tức thấy con long tướng chân dẫm lên mặt nước lao vụt đi, như một tia chớp vụt qua mặt sông. Không lâu sau, con long tướng này quay lại tay xách một tên luyện khí sĩ nữa. Mà kẻ này thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chả còn sức lực gì để giãy giụa nữa. Bọn họ bị bắt cũng không sao, ta nhân cơ hội này mà trốn thoát đi, kêu cứu viện binh. Tên luyện khí sĩ trên không trung thủy trại nghĩ vậy, lập tức bay đi. Vừa bay được hơn 10 dặm thì nghe thấy tiếng lôi đình vang đì đùng sau người, ầm ầm không dứt. Gã vội quay người lại nhìn thì thấy con long tướng kia chân dẫm lôi đình như người đang lao tới phía gã. Tay nó còn cầm một thanh đại đao. Lại không lâu sau, Trung Nhạc xách tên luyện khí sĩ đã bị đánh cho như rắn chết này về bờ sông, rồi cũng chồng gã xuống. Bên trong thủy trại là một mảnh nháo loạn, không ít thuyền bè rẽ sóng vụt đi, là đám đệ tử Thủy Đồ Thị thừa lúc hắn đi bắt tên luyện khí sĩ kia mà chèo thuyền đi tới Lôi Hồ Thị gần nơi này, mời luyện khí sĩ ra tay để hàng phục yêu nghiệt. Lôi Hồ Thị xếp thứ 6 trong thập đại thị tộc, còn xếp trên cả Thủy Đồ Thị, sợ rằng sẽ có không ít cao thủ tọa trấn trong Lôi Hồ. Trung Nhạc nghĩ vậy thì dùng tâm niệm dẫn lên một trận sóng nước rót qua người đám đệ tử và luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị một lượt. Rồi ngay sau đó, sấm sét không ngừng giáng xuống từ trên trời, đánh cho đám đệ tử và luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị cháy đen cả người, đỉnh đầu phả khói xanh, chỉ còn sức để thở chứ chẳng còn chút sức lực nào để động đậy nữa. Gào! Long tướng cười vang rồi cũng bỏ đi. Còn đám đệ tử và luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị bị chồng bên bờ sông, vừa sợ vừa giận, lại chẳng thể dãy giụa thoát thân khỏi bãi bùn, ai nấy đều thầm kêu khổ. Nguy rồi, nguy rồi. Nếu để cái lũ khốn Lôi Hồ Thị thấy Thủy Đồ Thị chúng ta, sẽ trở thành trò cười cho cả đại hoang mất thôi. Lôi Hồ Thị là nũ lắm miệng, thấy Thủy Đồ Thị chúng ta bị con long tướng kia đánh cho như vậy thì chắc chắn sẽ lan truyền khắp đại hoang này, không ai không biết được, chắc chắn sẽ bị lũ kia cười nhạo cả vài thập niên mất thôi. Qua không lâu, thuyền của Lôi Hồ Thị từ thượng du lái tới. Trên thuyền là 6-7 vị luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị, mà trên không trung bên trên thuyền thì có lôi điện nảy ra, còn mang máng thấy được ảo ảnh của Thiên Lôi tay cầm đục và chùy đứng trong lôi vân, tỏa ra khí thế oai hùng. Từ xa, một tên luyện khí sĩ kêu lớn: Đâu rồi, đâu rồi, con long tướng kia đâu rồi? Ôi chao, các vị sư huynh, sao lại như thế này? Đây là đang trồng cấy đầu người đấy sao? Rồi từng trận cười vang truyền tới từ trên thuyền, mà đám luyện khí sĩ và đệ tử của Thủy Đô Thị thì hận không thể chui cả đầu xuống lớp bùn kia. Sau một lúc lâu, luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị cứu đám người ra khỏi vũng bùn. Những luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị này đều là những tráng hán mặt đầy râu quai nón, cường tráng như một ngọn tháp sắt vậy. Một luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị cười tủm tỉm nói: Các vị sư huynh, vậy mà lại để cho một con long tướng đánh cho tê bởi như thế này, chuyện thú vị như thế sao lại không nói cho các huynh đệ ở Hữu Ngưu Thị, Đền Phong Thị cùng các thị tộc khác cũng biết được nhỉ? Luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị mặt xanh mét lại, có kẻ hư lạnh nói: Nếu không phải hà bá của thủy trại ta trấn thủ thị tộc, không có trưởng lão điều động thì không thể rời khỏi thủy trại được, thì chúng ta há có thể bị nó chặn lại trong trại như thế này. Sao, các ngươi còn bị con long tướng chặn ở trong trại sao? Mấy tên luyện khí sĩ Lôi Hồ Thị lại càng cười to hơn, liếc nhau rồi nói: Tên này lại càng nóng hổi rồi, có thể khiến ta vui vẻ nhiều năm được đấy. Ta còn lo lúc gặp các vị sư huynh thị tộc khác thì không có chuyện gì để nói đấy, giờ xem ra có đề tài rồi. Đám luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị nghe vậy thì chán nản, cả giận nói: Đi mời trưởng lão tới, nhất định phải bắt lấy con long tướng kia, bẩm thầy nó vạn đoán.
các vị sư huynh Lôi Hồi Thí có hứng cùng chiêu kích nó hay không? Đợi khi bắt được nó rồi, ta sẽ mời các sư huynh cùng ăn thịt long tướng vậy. Mấy tên luyện khí sĩ của Lôi Hồi Thí lắc đầu, một người khuyên nhủ nói: Long tướng chính là thụy thú, xuất hiện ở lãnh địa thủy đồ thị các ngươi chính là điềm lành giáng xuống. Những thị tộc khác còn mong được gặp chuyện tốt như này, các ngươi không cung phụng còn chưa tính, hà cớ gì đi bắt người ta đây? Hơn nữa, long tướng tuy đánh cho các ngươi một trận, nhưng chưa lấy mạng của các ngươi, xem như đã tha cho các ngươi rồi. Các ngươi còn lại đi giết nó, muốn cho người ta nhạo báng hay sao? Hey, lời này tuy có lý, thế nhưng cơn tức này sao nuốt cho trôi được đây? Rồi đám luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị lập tức tới kiếm môn mời Thủy Tử An cùng các cường giả Thủy Đồ Thị khác. Mà vào lúc này, Trung Nhạc sớm đã đi xa. Một ngày một đêm mà hắn đã đi được hơn 3.000 dặm, trèo đèo lội suối, bước đi không ngừng nghỉ. Vậy mà hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bản thân sức lực của hắn đã hơn hẳn người thường, lúc hóa thành long tướng thì lại càng mạnh. Ngày đêm duy trì quan tưởng khiến tinh khí thần thú tích lũy trong cơ thể đã giảm dần đi. 6-7 ngày sau, hắn đi tới biên thủy của đại hoang mà tinh khí thần thú dư thừa trong cơ thể đã bị luyện đi 8-9 phần. Mấy ngày nữa thôi thì sẽ biến thành trở lại thành người. Trong đại hoang có rất nhiều mãnh thú, cũng có những chủng loại vô cùng mạnh. Nhưng long tướng là giống rồng, là thụy thú, nên dọc đường đi không có con nào dám gây chuyện với hắn. Nửa ngày nữa thôi là sẽ ra khỏi đại hoang. Trung Nhạc lòng khó nén được kích động. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi đại hoang thăm thú thế giới bên ngoài. Bên ngoài đại hoang không biết còn nhân tộc khác không đấy? Không biết các chủng tộc khác thì trông như thế nào? Hỡi thế giới bên ngoài, ta tới đây. 3 ngày sau, vẻ ngoài của Trung Nhạc đã thay đổi. Hắn biến thành đầu long tướng, mình người, trông rất kỳ quái. Thân hình hắn cũng trở nên cao lớn hơn, cao tới hơn 1 trượng, trông có vẻ gầy đi. Lưng đeo liêu nhận dài 7 thước, được gắn chui gỗ dài 3 thước. Trông cả người và đao đã trở nên phiêu giật xuất trần, không giống nhân tộc đại hoang nữa, mà giống như một thiếu niên long tộc vậy. Nay đã là mùa đông, bên ngoài đại hoang đã có tuyết rơi mấy ngày liền. Trung Nhạc dùng tinh thần lực trộm từ chỗ Thủy Đồ Thị được mấy chiếc áo lông chồn và da thú khoác lên người. Gia đình mà bị hắn trộm kia hẳn là giàu có, bởi lông chồn và da thú này cực kỳ tinh xảo. Trung Nhạc mặc lên người, trông hắn có vẻ quý khí. Đặc biệt là lúc này, hắn đang mình người đầu rồng, cổ lại quấn một chiếc áo lông trắng muốt, nên trông hắn lại càng phú quý. Sở dĩ hắn không hoàn toàn biến về bộ dáng trước đây, đó là vì tinh khí thần thú trong cơ thể hắn quá nhiều, mà nội đan thần thú lại đang không ngừng tiết ra tinh khí. Hơn nữa, nội đan lại nằm trong thức hải ở mi tâm, nên đầu hắn vẫn chưa biến lại đầu người được. Hiện giờ, hắn đã tới khu vực giữa đại hoang và hãm không thành, đại nguyên hoang địa. Nơi này chính là một bình nguyên hoang vắng, rộng lớn mênh mông, ít người lui tới. Băng tuyết bao phủ lớp cỏ khô, bên dưới là tầng đất lạnh cứng. Cho dù là nhân hay yêu tộc thì đều lên núi kiếm ăn, xuống sông múc nước, nên phần lớn là sinh hoạt trên núi hoặc bên bờ sông, bên suối, ao hồ, đi săn và đánh cá để sống. Còn phần bình nguyên này, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều khinh thường, không thèm chiếm lĩnh, bởi trong mắt bọn họ, bình nguyên là nơi cằn cỗi. Trung Nhạc từng nghe mấy luyện khí sĩ kể rằng, nhân hoàng từng phát triển phổ biến ngũ cốc quy mô lớn, muốn nhân tộc ra khỏi thâm sơn tới bình nguyên mà gieo trồng ngũ cốc. Chỉ là ngũ cốc trông như thế nào, người trong đại hoang không ai biết được. Bởi đại hoang thật quá hẻo lánh, kể cả nhân hoàng có phải truyền thuyết hay không thì cũng chưa có ai chứng thực. Liên tục 3 ngày, hắn không gặp bất cứ yêu tộc hay nhân tộc nào, có thể thấy được đại nguyên hoang địa này hoang vắng tới cỡ nào. Tân Hóa, từ đây tới chỗ chuyển tống trận còn bao xa nữa đây? Trung Nhạc cất bước đi, một bước dài tới 10 trượng, nhìn như thảnh thơi dạo chơi, thế nhưng tốc độ của hắn lại nhanh vô cùng. 3 ngày nay, hắn đã đi được hơn vạn dặm, cảm ứng của Tân Hóa về chuyển tống trận cũng càng lúc càng rõ ràng, đã có thể đoán được khoảng cách với chuyển tống trận. Với tốc độ hiện tại thì phòng trừng còn 4-5 ngày nữa thôi là tới chỗ chuyển tống trận rồi. 4-5 ngày sau, Trung Nhạc có vẻ yên tâm. Chỉ là hơn 1 dặm. Ồ, đây là cái gì vậy? Mặt đất phía trước bỗng nứt toác ra, như bị một thanh kiếm sắc bén chém xuống từ trên cao vậy, để lại một cái khe nứt thật lớn. Trong khe đầy băng tuyết,
nhưng có thể thấy hai vết khe nhẵn bóng. Trung Nhạc đứng ở bên cạnh khe nứt này thì thấy vết kiếm này dài tới 3 dặm, dường như là dấu vết người khổng lồ cầm kiếm chém một cái vậy. Cách vết kiếm này không xa còn có một cái dấu chân, những dấu chân to lớn hệt như những cái ao nhỏ, bên trong tích nước đã kết băng, không biết là do con cự thú nào đã để lại. Lúc tới phía trước, Trung Nhạc lập tức thấy không khí trở nên ẩm ướt hơn hẳn, điện quang tràn ngập trong không khí. Được không khí ẩm ướt này truyền đi, dường như muốn tạo thành một loại lơ văn đồ đằng, mà bốn phía xung quanh thì một mảnh cháy đen, dường như là cự nhân cầm lôi đình đã đánh nhau ở nơi đây. Hôm nay trời đông giá rét, không khí khô ráo, không chút hơi nước, mà dù có nước cũng sẽ bị đông lại thành đá. Nhưng nơi đây đầy hơi ẩm, hẳn là lôi văn nung nóng không khí xung quanh. Lôi văn kéo dài không tiêu tan như vậy, chứng tỏ nơi đây có một vị luyện khí sĩ có thực lực rất mạnh chiến đấu ở đây, dẫn đến lôi đình để lại tới nay. Đây là thần thông của luyện khí sĩ Lôi Hồ Thí. Mà đúng rồi, dấu chân cự thú vừa rồi là con rùa phụ sơn của phương kiếm khác để lại. Như vậy, vết kiếm kia chính là lưu tinh kiếm khí của phương kiếm khác rồi. Trung Nhạc lòng chấn động nói, nơi này hình như là nơi mà tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta ngăn chặn hai đảo chủ của hãm không thành. Tính ra bọn họ đi chặn hai tên đảo chủ yêu tộc đã được hơn 2 tháng rồi. Không biết bốn cường giả trẻ tuổi của kiếm môn ta có bắt được hai tên thủ lĩnh yêu tộc kia không đấy? Lòng hắn lúc này tò mò hết sức. Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên Thần chắc chắn là chuyện lớn. Vì sao tới nay chẳng có tin tức gì truyền về kiếm môn như vậy? Nếu như bọn họ đắc thủ diệt trừ được Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ, chắc chắn tin tức đã náo động khắp kiếm môn rồi, không ai là không biết được. Mà nếu bọn họ thất thủ cũng sẽ không có chuyện, không có tin tức nào. Trừ phi... Hắn mắt sáng bừng nói, trừ phi bốn người bọn họ còn đang đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía mênh mông vô bờ, hắn thầm nghĩ, nơi này cách hãm không thành chỉ vài vạn dặm, với cực lực của ta thì chỉ hơn 10 ngày là có thể tới nơi được. Hai vị đảo chủ kia chính là thủ lĩnh yêu tộc, là nhân vật đứng ngang hàng với môn chủ kiếm môn, đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi đại nguyên hoang địa, chứng tỏ thương thế của bọn họ rất nặng, không thoát được bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta. Mà lại nói, hai vị đảo chủ bị thương nặng như vậy còn có liên quan rất lớn tới hắn. Nếu không có việc Trung Nhạc dựa vào sự dẫn dắt chỉ bảo của Tân Hỏa sửa chữa phong ấn thần thú, hai tên thủ lĩnh yêu tộc này há có thể bị thương. Mấy ngày sau, hắn càng thấy nhiều dấu vết chiến đấu hơn nữa. Không chỉ có Phương Kiếm Các và Lôi Hồng, còn có Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ. Hai vị cao thủ này cũng đã tới đại nguyên hoang địa. Thậm chí, Trung Nhạc còn thấy trên bình nguyên xuất hiện cả 100.000 cây cột đá. Mỗi cây cao tới 60 trượng, bao phủ khuôn viên 100 dặm. Bên trên có vẽ các loại đồ đằng văn phức tạp tới cực điểm, điêu long họa phượng. 100.000 cây cột đá dựng giữa bình nguyên hoang vu, tạo nên một tòa đại trận sát phạt, không biết là do vị cao thủ nào đã để lại. Nhưng có thể khẳng định, tòa đại trận này đã vây khốn hai tên đảo chủ hồi lâu, khiến bọn họ trải qua một hồi huyết chiến, khiến những trụ đá này hơn nửa đã gãy đổ, cũng không ít đồ đằng văn trên các cột đá bị phá nát, uy lực của đại trận bị phá tan. Cả khu vực 100 dặm biến thành một bãi chiến trường hỗn độn, xung quanh để lại dấu vết chiến đấu. Bốn vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn quả nhiên ai nấy đều rất phi thường. Trung Nhạc thầm khen ngợi. Bốn ngày sau, Trung Nhạc gặp rất nhiều thôn xóm ven đường, khói bếp bốc lên nghi ngút, là thị tộc của nhân tộc, khiến hắn hết sức tò mò, bởi nơi này cách lãnh địa yêu tộc gần như vậy mà lại có thể thấy thị tộc của nhân tộc sinh sống như này. Chẳng qua gặp được nhiều thị tộc nhân tộc hơn thì số lượng yêu tộc mà hắn gặp được trên đường cũng nhiều lên. Trong lúc đi, hắn còn thấy mấy tên luyện khí sĩ yêu tộc điều khiển yêu phong, yêu vân bay qua trên bầu trời. Thi thoảng trong đại nguyên hoang địa này lại có 1-2 dãy núi, từ bên trong tỏa ra yêu khí, hẳn là nơi ở của luyện khí sĩ yêu tộc. So với vùng bình nguyên hoang vu thì trong núi giàu có hơn nhiều. Không phải là nhân tộc không thể sinh tồn bên ngoài đại hoang hay sao? Sao nơi này lại có không ít thôn xóm nhân tộc như vậy? Trung Nhạc đi ngang qua một thôn làng, thấy thị tộc nơi đây không lớn, chừng 2.000 dân cư, ai nấy quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, có nuôi ít lợn gà dê chó.
Những người đó thấy hắn đi qua thì bước chân chậm lại, ai nấy đều có vẻ hoảng sợ, núp trong những túp lều tranh, sợ hãi nhìn hắn. Trung Nhạc lòng buồn bực, rồi bỗng nhận ra là hắn hiện tại đang đầu rồng thân người, thoạt trông chẳng khác long tộc là mấy, nên bị những người này tưởng nhầm là yêu tộc. Hẳn là những người ở nơi đây bị yêu tộc ức hiếp đã lâu, nên thấy hắn mới tỏ ra sợ sệt như vậy. Xin hỏi lão già đi ngang qua á? Một lão già trông có vẻ là tộc trưởng, vội vội vàng vàng nghênh đón cười nói: Lão già muốn ăn cống phẩm gì, sống hay là chín hả? Trung Nhạc cười nói: Lão trưởng. Lão già kia vội quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ: Lão già triết sát tiểu nhân rồi. Trung Nhạc buồn bực nói: Ta đã vài ngày đi đường, màn trời chiếu đất rồi, nếu có thể tặng cho chút thực phẩm chín thì... Lão già kia vội cười đáp: Lão già chờ chút, cống phẩm sẽ được dâng lên ngay đây. Người đâu, mau tới đưa cô con gái nhà lão Tam tới đây. Lão già chờ cho một chút, chờ cho một chút. Mau dắt tới đây, để lão già nhìn mặt xem nào. Nếu lão già hài lòng thì làm chín rồi cống cho lão già. Một nam tử trung niên có tướng mạo hàm hậu dắt một thiếu nữ tuổi chừng 12, 13 tuổi cúi đầu bước tới. Cô gái kia khiếp đảm nhìn Trung Nhạc với đôi mắt ngập nước. Vị tộc trưởng già kia cười nói tiếp: Lão già có hài lòng không hả? Nếu không hài lòng thì trong thôn của tiểu nhân vẫn còn cô nương sạch sẽ hơn. Trung Nhạc đờ đẫn đứng đó, mà đám trai tráng cùng trẻ em phụ nữ nhân tộc đứng một bên, ai nấy đều lo sợ không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới từ từ phun ra một ngụm khí đục. Hắn lên tiếng nói: Bất cứ yêu tộc nào lui tới, các ngươi đều phải hiến cống như này sao? Vị tộc trưởng già kia nói: Khu vực trong phạm vi 500 dặm này đều là lãnh địa của chuẩn lão gia. Chúng tiểu nhân chính là gia súc mà chuẩn lão gia nuôi dưỡng. Chuẩn lão gia rất hiếu khách à, từng dặn bảo rằng phàm là yêu tộc đi ngang qua, chúng tiểu nhân đều phải tiếp đãi tử tế, làm cho các lão gia qua đường được ăn uống no nê. Trung Nhạc im lặng, ăn uống no nê hẳn là đem những nhân tộc này thành gia súc cống cho đám luyện ký sĩ yêu tộc đi ngang qua nơi này. Hiếu khách sao? Lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bi phẫn, khó có thể nén lại. Qua thật lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, rồi nói: Các người có biết, ở phía tây, cách 2 vạn dặm, có một thánh địa nhân tộc tên là Kiếm Môn không? Thống trị 10 vạn dặm đại hoang. Ở đó các ngươi sẽ không bị ăn thịt nữa đâu. Vị tộc trưởng già kia hoảng sợ, vội dập đầu liên tục nói: Lão già, tiểu nhân không dám chạy trốn, không dám chạy trốn đâu. Những người khác cũng khiếp sợ mà quỳ xuống. Vị thiếu nữ bị coi thành vật tế kia sợ hãi nói: 2 vạn dặm, ai có thể đi tới được đây? Trung Nhạc bừng tỉnh, vì sao những nhân tộc này không dám chạy trốn đây? Đó là vì đại hoang quá xa, với hắn 2 vạn dặm đường chỉ mất 7-8 ngày, nhưng với những người thường này thì có lẽ đi vài năm mới tới. Hơn nữa dọc đường đi không đồ ăn thức uống, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Huống hồ yêu tộc cũng đâu có ngồi không. Nếu phát hiện những người này đào tẩu, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi được 100 dặm thì đã bị luyện khí sĩ yêu tộc đuổi kịp rồi. Nhạc tiểu tứ, ngươi không giúp được những người này đâu. Từ trong thức hải truyền tới tiếng của Tân Hỏa: Đường đường là phục khí thần tộc, hậu duệ của thiên đế, nay lại sa sút tới mức trở thành thức ăn cho yêu tộc, thật đáng thương mà. Trung Nhạc nghe vậy thì thờ ơ. Một lúc sau, hắn nghiêm nghị nói: Tân Hóa, nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Khi sao? Ừ, chính xác rồi. Tổ tiên ta thành lập sự văn minh huy hoàng nhất cho thế giới này. Tổ tiên chúng ta là thiên đế của tất cả các chủng tộc. Trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu cao quý nhất, đáng tự hào nhất. Vì sao chúng ta lại thảm hại tới mức bị yêu tộc bắt nạt như vậy? Thiếu niên Trung Sơn Thị Dơ Lệ chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm: Vì sao không ai thay đổi tất cả đây? Vì sao không ai nhớ tới sự hưng thịnh và vinh quang thuở trước đây? Vì sao lại chết lặng như vậy? Vì chúng ta máu lạnh ư? Nhưng vì sao ta cảm giác được dòng máu chảy trong huyết quản ta là nóng như vậy? Nóng, nóng đến muốn sôi trào này. Những nhân tộc này sợ hãi nhìn vị lão gia đang dư lệ, lòng vô cùng hoảng sợ. Một lúc sau, Trung Nhạc mở mắt hờ hững hỏi: Chuẩn lão gia ở nơi nào? Nhạc tiểu tứ, đối phương chính là luyện khí sĩ yêu tộc đấy.
Trong thức hải, Tân Hỏa thấy Trung Nhạc hỏi nơi ở của vị chuẩn lão gia kia, rồi lập tức đi ra khỏi thôn, bèn nghiêm túc nhắc nhở. Hiện giờ, ngươi chẳng biết thực lực của đối phương như thế nào. Cùng là luyện khí sĩ, thế nhưng tu vi thực lực có thể cách biệt một trời một vực. Ngươi còn chưa cảm ứng được linh, chưa phải luyện khí sĩ đâu. Cho dù có được liêu nhẫn, có thể chiến thắng được ba tên luyện khí sĩ của thủy đồ thị kia, thì ngươi vẫn phải dựa vào uy lực của liêu nhẫn, chứ không phải bản lĩnh chân chính của ngươi. Đối phương có thể có cách để ngươi không thể sử dụng liêu nhẫn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Trung Nhạc lòng nhiệt huyết kích động, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, hắn đáp: Yên tâm đi Tân Hóa, ta không phải kẻ không có đầu óc đâu, ta biết tự lượng sức mình. So với những luyện khí sĩ khác, tu vi của ta tiến cảnh quá nhanh, thần thông quan trưởng tu hành lại quá ít ỏi, thiếu những thủ đoạn tất phải có, nền tảng chưa vững vàng. Sức bật của ta tất nhiên là kinh người, thế nhưng cũng khiếm khuyết rất lớn. Tân Hỏa thế mới thở phào nhẹ nhõm nói: Ngươi hiểu là tốt rồi, thực lực của ngươi còn thiếu hụt rất nhiều, thế nhưng không phải là không thể bù đắp được. Bây giờ cái mà ngươi cần chính là thời gian, mà dù ngươi có giết tên chuẩn lão gia kia thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì nơi đây là địa bàn của yêu tộc, ngươi giết chuẩn lão gia rồi, những yêu tộc khác quả quyết sẽ không để cho nhân tộc thống trị nơi đây đâu. Trung Nhạc gật đầu nói: cho nên việc cấp bách hiện tại là tìm được truyền tống trận để lên mặt trăng tu thành nguyệt linh, chứ không phải là hành động theo cảm tính như này. Tân Hỏa khen ngợi: Đó mới là một thần tộc phục khi lý trí kìa, truyền nhân của Tân Hỏa. Ngươi tu thành nguyệt linh lại tu được nhật linh nguyệt linh kết hợp lại, cho dù ngươi tu luyện loại thần thông nào cũng sẽ rất dễ dàng. Khi đó ngươi có thể thoải mái quyết đấu hơn thua với luyện khí sĩ của yêu tộc. Tên chuẩn lão gia này dùng nhân tộc để chiêu đãi những luyện khí sĩ của yêu tộc đi ngang qua, chứng tỏ tên này giao du rất rộng, hồ bằng cầu hữu rất đông. Ngươi dù thắng được y thì cũng sẽ bị đám hồ bằng cầu hữu của y đánh chết để báo thù cho y thôi. Huống hồ ngươi lại là nhân tộc, tất nhiên sẽ bị cường giả yêu tộc vây công. Có khi bọn chúng còn giết sạch tất cả những nhân tộc này để chôn cùng chuẩn lão gia kia. Trung Nhạc gật đầu nói: Nếu ta giết chết hắn thì chính là chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi chắc sẽ không hành động theo cảm tính đúng không? Tân Hỏa đột nhiên có cảm giác không đúng, cảnh giác hỏi: Ngươi đang đi về phía nơi ở của chuẩn lão gia, ngươi định làm gì vậy? Trung Nhạc bước đi với những bước chân trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động cảm xúc, hắn lạnh nhạt đáp: Giết y. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, vì sao còn muốn mạo hiểm như vậy? Tân Hỏa nghi hoặc hỏi: Thù hắn nếu hoãn một ngày sẽ bất thù giảm hắn đi một ngày, cuối cùng là chất lắng tập thành thói quen. Tân Hỏa, ngươi xem đám người biến tộc nhân của mình thành tế sinh dâng cho yêu tộc, ngươi muốn để ta trở thành kẻ giống bọn họ ư? Bung tha cho rằng mình đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa, lại không biết rằng đó là lấy cớ cho bản thân, làm cho nhân tính của mình dần giảm đi sao? Trung Nhạc tỉnh táo một cách thần kỳ, theo bước chân của hắn, tinh thần lực, hồn phách và thân thể dần rơi vào một loại trạng thái phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thân thể của hắn đang hô hấp, mà tinh thần lực cũng như đang hô hấp vậy, thức hải như có thủy triều dâng lên rồi rút đi. Hồn phách của hắn đang hô hấp, thứ hô hấp chính là tinh thần lực. Đợi khi ta trở thành luyện khí sĩ, tu luyện các loại thần thông rồi, liệu ta có còn dũng khí đi đối mặt với tên chuẩn lão gia kia nữa không? Cho dù khi đó ta dám đối mặt với y, nhưng có dám đối mặt với sự vây công của đám cường giả yêu tộc khác không đây? Dám đối mặt với thủ lĩnh yêu tộc không đây? Mà trong lúc này, những người vì thế mà chết đi, liệu ta có dũng khí đối mặt với bọn họ không? Cho nên ta phải đi giết y. Trung Nhạc lúc đi dường như có được một loại nhịp bước kỳ diệu nào đó, rơi vào trong cảnh giới phi tưởng. Hắn chậm rãi nói: Giết y rồi, nơi này chính là địa bàn của ta. Ngươi yên tâm, ta không phải hăng máu lên giết người, chỉ với nhiệt huyết ta nắm chắc được rằng ta sẽ giết được y, cũng chắc chắn là mình sẽ chiếm lĩnh được nơi này. Hắn lặng lặng nói tiếp: Ta sẽ trở thành luyện khí sĩ của yêu tộc. Ta không phải luyện khí sĩ của nhân tộc thì cường giả hãm không thành, không có lý do gì để ra tay với ta cả. Còn đám hồ bằng cầu hữu của tên chuẩn lão gia kia ư, cũng chỉ là đám hồ bằng cầu hữu mà thôi. Để xem, khi ta giết tên chuẩn lão gia kia rồi, còn ai dám động tới ta nữa đây?
Sao? Người muốn trở thành luyện khí sĩ của yêu tộc sao? Tân Hỏa nghe vậy thì khiếp sợ, thất thanh nói: Sao có thể được? À đúng rồi, tướng mạo của ngươi thì có thể giả vờ làm luyện khí sĩ long tộc được. Này, trong huyết mạch của ngươi còn có huyết mạch của long tướng, sẽ không khiến cho kẻ khác nghi ngờ. Thú vị, thú vị đấy. Thành lập lãnh địa nhân tộc trên địa bàn yêu tộc, chuyện này thật giống như khiêu vũ trên mũi đao vậy. Ta thích à. Chuyện mà ngọn lửa nhỏ này lo lắng hoàn toàn khác với việc mà Trung Nhạc bận tâm. Trung Nhạc muốn thành lập một thiên đường cho nhân tộc trong lãnh địa của yêu tộc, mà Tân Hỏa lại cảm thấy chuyện như vậy chắc chắn rất vui. Hãy chờ ta trở lại những tộc nhân đồng tông đồng tộc của ta. Trung Nhạc rảo bước, lòng thầm nói: Ta đi giết tên chuẩn lão gia kia, tạo nên một vùng đất của riêng các ngươi trên lãnh địa yêu tộc này. Bên trong quần sơn xa xa có một miếu thờ màu xanh với không trung tràn ngập yêu vân. Đây đúng là động phủ của chuẩn lão gia. Yêu vân thì tanh hôi, nhưng với mũi của yêu tộc khác với mũi của nhân tộc. Nhân tộc người mùi yêu vân sẽ thế thối, nhưng với luyện khí sĩ của yêu tộc thì đó lại là một mùi hương thơm ngát thấm vào phế phủ. Còn yêu vân kia cũng bày biện ra những sắc màu hoa mỹ, nhưng với nhân tộc thì lại trông vô cùng quỷ dị. Chuẩn kiêu sư huynh, lần này tớ làm phiền huynh rồi. Bên trong miếu thờ, bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc thi lễ với nhau rồi ngồi xuống chiếu. Trước mặt mỗi tên là một án kỷ trông có vẻ tinh xảo. Tên chuẩn kiêu cầm đầu này cười nói: Các vị sư huynh, sao rảnh rỗi tới nơi này của ta như vậy? Bốn tay luyện khí sĩ liếc nhau, rồi một tên luyện khí sĩ mặt mọc lông tơ màu vàng nâu cười nói: Bốn tên cao thủ kiếm môn truy sát hai vị đại thành chủ hãm không thành ta, nay đã sống tới cô Hà Thành. Cao thủ trẻ tuổi của hãm không thành ta đồng loạt ra tay khiêu chiến với bốn kẻ này ở cô Hà Thành. Nghe nói ngay cả mấy vị đệ tử của thành chủ cũng tự mình xuất mã rồi. Chuyện trọng đại chấn động Đông Hải thế này, chúng ta nghĩ sư huynh bế quan nhiều ngày nên hắn là chưa biết được, bởi vậy mới tới tìm sư huynh để cùng nhau tới cô Hà Thành xem đám cao thủ nhân tộc này sẽ bị bắt như thế nào. Ồ, có việc này ư? Chuẩn kiêu giật mình rồi cười nói: Mấy ngày nay ta bế quan luyện chế một chiếc hồn binh, quả thực không nghe nói tới chuyện này. Cũng may là đã luyện xong hồn binh rồi, đúng lúc mang ra sử dụng, đi xem bản lĩnh bốn tên cao thủ kiếm môn này như thế nào. Bốn tên cao thủ đó tuy lợi hại, thế nhưng cường long khó ép địa đầu xa, huống chi yêu tộc ta chính là cường long. Một tay luyện khí sĩ với bộ lông rậm rạp, mình khoác áo da hổ cũng cười nói: Bốn tên cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn tất sẽ thua các cao thủ của yêu tộc ta rồi. Nay cô Hà Thành, cô Hồng Tứ cũng định bán đấu giá bốn người này mà. Cô Hồng Tứ là thiên tài của yêu tộc ta, chỉ là không biết đi có thể bắt được bốn tên đó không mà thôi. Theo ta thấy, cứ xông thẳng lên bắt cả bốn tên này là được. Nhưng đám cường giả cô Hồng Tứ lại cứ muốn quyết đấu với bọn chúng, đâu thể làm mất mặt yêu tộc ta được. À đúng rồi, chuẩn kiêu sư huynh, nghe nói huynh có được một cây huyết san hô, hay là lần này huynh luyện chế hồn binh là nó sao? Chuẩn kiêu nghe vậy thì không khỏi tỏ ra đắc ý, bèn cẩn thận lấy một cây san hô màu đỏ ôn nhuận như ngọc đáp: Đúng vậy, đây chính là cây san hô mà ta luyện chế, một cành một trác cũng là một đạo kiếm khí rồi, và có tất cả là 18 đạo kiếm khí. Kiếm khí thu lại là có thể thu cả huyết khí của đối thủ vào trong cây. Dùng cây huyết này nuôi dưỡng cho cây, làm cho huyết san hô càng thêm mạnh. Bốn tên luyện khí sĩ vội vàng nhận lấy, truyền nhau xem rồi liên tục khen ngợi: Huyết san hô rất là quý giá, một cây huyết san hô tầm thường với 7-8 chạc thôi đã có giá cực cao rồi, mà sư huynh lại có thể lấy được một cây cao tới một thước như vậy, đúng là may mắn quá rồi. Tác dụng tốt nhất của huyết san hô là tích trữ kiếm khí, không cần tế hồn, cứ vậy mà đánh với luyện khí sĩ khác thôi là có thể thoải mái tế lên thôi động kiếm khí rồi, hoàn toàn không sợ đối thủ chặt gãy hồn binh. Nghe vậy, vẻ tự mãn hiện lên trên khuôn mặt của chuẩn kiêu, y cất huyết san hô đi cười nói: Nếu bốn vị sư huynh đã tới đây thì không cần phải vội vã tới cô Hà Thành làm gì, chúng ta ăn uống no say rồi đi cũng chưa muộn. Bốn tên kia gật đầu lia lịa cười nói: Vâng vâng, khách tùy chủ tiến. Chuẩn kiêu cười ha ha nói: Các vị sư huynh tới đúng lúc quá đi, ta bản lĩnh chẳng có gì,
Thế nhưng có nuôi được vài con gia súc béo tốt đấy. Vài con gia súc ấy đều là đám con gái như hoa như ngọc cả. Ngày thường toàn dùng nhân sâm, lộc nhung với cả tuyết liên để nuôi, lại để cho người ta hái linh dược tốt nhất cho chúng dùng, khiến cho thịt thà toàn thân đều ngâm trong linh khí cả. Hương vị phải nói là ngon tuyệt. Nếu không phải có khách quý, ta cũng không dám bỏ ra ăn đâu. Bốn tên luyện khí sĩ nghe vậy mà nước dãi nhỏ ròng ròng. Chuẩn Kiêu đang định gọi tôi tớ chuẩn bị đồ ăn thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bốn tên luyện khí sĩ khác cũng cảm ứng được loại khí tức huyền diệu, cũng đều ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này giữa không trung, một tu vi yêu tộc gầy yếu gầy gò, cao chừng hơn trượng, cổ quấn lông chồn trắng muốt, chân đạp lô đình, lại đem một thanh đại đao răng thú dài chừng 1.6 trượng, từ từ đi tới miếu thờ. Năm tên luyện khí sĩ yêu tộc từ xa nhìn khuôn mặt người này, lòng đều cả kinh. Long tộc sao? Lúc bấy giờ, Trung Nhạc từ từ bước xuống, cách 5 người trong miếu thờ chừng 100 trượng, hắn lên tiếng hỏi: "Là chuẩn lão gia sao?" Chuẩn Kiêu vội vàng đứng dậy, chắp tay nói: "Không dám, không dám, tại hạ là Chuẩn Kiêu. Vị tiểu ca này tới từ chỗ nào vậy? Xưng hô ra làm sao?" Trung Nhạc giơ tay nắm lấy chuôi đao, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, chân đạp lôi đình nên chỉ cất bước một cái là hắn đã xông vào trong miếu thờ. Lúc này chỉ còn cách đám người Chuẩn Kiêu có 4-5 trượng, hệt như mãnh hổ xuống núi vậy. Hắn từ trên cao nhìn xuống rồi cất bước lao lên, tốc độ nhanh tới mức đột phá âm chướng. Ầm một tiếng, Chuẩn Kiêu giản tóc gáy, lập tức rít lên một tiếng, từ sau lưng tầng tầng lớp lớp cánh chim bung ra, hình thành nên đôi cánh rộng tới hơn 10 trượng, hóa thành một con chim toàn thân vàng chóe. Y vỗ cánh bay lùi ra sau kêu lên: Ngươi Một ánh đao kinh thiên dựng lên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Vách tường sau miếu thờ bị Chuẩn Kiêu đụng cho sụp đổ, cột đá gãy đổ lan liệt, bụi tung mịt mờ. Chuẩn Kiêu hóa thành chim, vỗ cánh bay lên, né tránh được công kích của Liêu Nhận. Bay đến giữa không trung thì y kêu lên một tiếng, thân hình đứt thành hai nửa. Y thoát khỏi Liêu Nhận, thế nhưng lại không thoát được Long Tướng kiếm khí giấu trong Liêu Nhận, bị Long Tướng kiếm khí bắn vào trong cơ thể, cắt cơ thể y thành hai nửa. Long Tướng kiếm khí trở về bắn vào trong Liêu Nhận. Trung Nhạc giơ tay cắm Liêu Nhận vào sau lưng. Con dao long do tinh thần lực biến thành giãn thân hình ra, hóa thành vỏ đao quấn chặt lấy thanh đại đao này. Thi thể của Chuẩn Kiêu rơi xuống đất, nện lên mặt đất. Trung Nhạc chắp tay thi lễ lại với hai nửa thi thể kia. Trung Nhạc lên tiếng đáp: "Ta là Đông Hải Long Nhạc." Trong phần trước, Trung Nhạc đã chém chết Chuẩn Kiêu. Lại nói, từ lúc Trung Nhạc bay tới xuất đao cho tới khi thi thể của Chuẩn Kiêu rơi xuống đất chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Bốn tên luyện khí sĩ kia còn chưa kịp đứng lên thì trận đấu đã kết thúc. Trung Nhạc một lòng muốn giết Chuẩn Kiêu nên bản thân hắn đã có ý đánh lén, đột kích bất ngờ, lại ngầm giấu sát chiêu. Bốn tên bạn tốt của Chuẩn Kiêu còn chưa kịp phản ứng thì Chuẩn Kiêu đã bị chém chết tại chỗ. Đây là cách thức chiến đấu giữa luyện khí sĩ và người luyện thể, đơn giản mà thô bạo, giải quyết trận chiến chỉ trong giây lát, khiến người khác không kịp nhúng tay. Trung Nhạc tuy chưa phải luyện khí sĩ, nhưng khi còn ở trong ma hồn cấm địa thì hắn đã có thể đối chiến với thi ma mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hắn còn sử dụng kiếm khí liên chảm 16 con thi ma, nên cận chiến với hắn là điều hết sức nguy hiểm. Bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc vội vàng đứng dậy, kẻ nào cũng vừa giận lại vừa sợ. Ngay lập tức từ trong miếu thờ đổ nát vang lên tiếng hồn binh được tế lên. Hiển nhiên là bốn tên luyện khí sĩ này đã tế hồn binh của mình lên, định xử lý Trung Nhạc để báo thù cho Chuẩn Kiêu. Nhưng ngay khi nghe Trung Nhạc báo tên tuổi la lịch của mình với thi thể Chuẩn Kiêu thì không khỏi biến sắc mặt, đều vội vàng thu hồn binh lại. "Long Nhạc tới từ Đông Hải, quả nhiên là Long tộc mà." Bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc liếc nhau, lòng hơi khiếp sợ. "Long tộc lại tới đại nguyên hoang địa này, không biết là vì cái gì đây? Những tên long tộc này trời sinh cao quý, hơn những tên yêu tộc tầm thường chúng ta rất nhiều lần. Long tộc lại là một chủng tộc lớn, tuy long thần với huyết thống thuần khiết rất hiếm thấy, nhưng nghe đồn rằng trong Đông Hải có không ít hậu duệ của long tộc. Tên Long Nhạc này e rằng cũng là hậu duệ long tộc, gia thế lớn không nên dây vào." "Nhưng tên long tộc này sao lại chạy tới nơi đây làm gì? Vô duyên vô cớ đi làm thịt tên Chuẩn Kiêu xui xẻo này sao?"
đám yêu tộc thường ngày giao tình nhìn như sâu như biển, nhưng gặp phải chuyện lại cây đổ khỉ tan. Đám luyện khí sĩ này thấy Chuẩn Kiêu đã chết, mà Trung Nhạc lại là long tộc với huyết thống cao quý, lập tức bỏ qua cái ý định báo thù cho Chuẩn Kiêu. Chuẩn Kiêu chết rồi, sau này 500 dặm nơi đây sẽ là địa bàn của ta. Trung Nhạc xoay người nói với bốn tên luyện khí sĩ. Bốn vị là hàng xóm của ta sao? Sau này nếu có việc, Long Nhạc phải làm phiền các vị rồi. Bốn tên luyện khí sĩ liếc nhau, lòng thầm mắng. Trước nay bọn chúng thường xuyên tới chỗ của Chuẩn Kiêu làm phiền Chuẩn Kiêu kiếm đồ ăn ngon, mà tên Long Nhạc đã giết Chuẩn Kiêu chiếm lấy nơi này. Vừa tới đã muốn quấy rầy bọn họ, có thể thấy đây là một kẻ keo kiệt. Long Nhạc huynh đài có thù oán với Chuẩn Kiêu sao? Tên đàn ông quấn dao hồ nói. Trung Nhạc lắc đầu đáp. Không, không hề. Một tên yêu tộc mặt vàng khác thất thanh nói. Không thù thì sao ngươi lại một đao giết đi như vậy? Trung Nhạc bèn cười nói. Quả thực không dám giấu giếm các vị sư huynh. Ta đây là lần đầu tiên xuất môn. Tộc trưởng nhà ta có nói, thân là long tộc thì phải xông pha để lại danh hào một phen, chứ không thể quá nghèo nàn được. Dọc theo đường đi, ta một lòng một dạ muốn tìm một tòa lãnh địa. Thấy nơi này rất tốt đã, chăn nuôi không ít nhân tộc nên muốn chiếm lấy nơi đây. Chuẩn Kiêu là địa chủ nơi này, nếu ta đòi y mảnh đất này thì chắc chắn là y không chịu rồi, nên mới vùng đao giết y. Bốn tên luyện khí sĩ dậm chân ca thán. Long Nhạc huynh đệ ơi, làm sao ngươi có thể lỗ mãng như vậy được? Chuẩn Kiêu này là kẻ có tiếng thích giúp người khác làm vui, ra tay rất hào phóng, làm sao ngươi có thể hạ sát đơn giản như vậy được? Mà gần nơi này là Cô Hà Thành, thành chủ Cô Hồng Tứ phụ trách lãnh thổ trong vòng ngàn dặm, đầu thiếu nơi chưa có ai. Long Nhạc huynh đệ chỉ cần tới Cô Hà Thành đăng ký thôi, thành chủ Cô Hà Tứ chắc chắn sẽ hào phóng tặng cho ngươi một lãnh địa, chắc chắn sẽ không thua kém nơi này đâu. Trung Nhạc nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, dậm chân nói. Sao lại có việc như vậy ư? Ta lại đi giết một vị trưởng giả, tội thật đáng chết đã. Lòng ta quá áy náy mà. À đúng rồi, các vị sư huynh sẽ không báo thủ thay cho Chuẩn Kiêu đấy chứ? Tay luyện khí sĩ mặt vàng kia vội vàng nói. Làm gì có chuyện đó, nếu muốn ra tay thì bọn ta đã sớm làm rồi. Dẫu sao vị huynh đệ này cũng đâu phải cố ý đâu, đừng tự trách bản thân làm gì. Một tên luyện khí sĩ khác cũng nói. Chuẩn Kiêu đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa, nên có nói gì thì cũng vậy cả thôi. Chúng ta với Long Nhạc huynh đệ vừa gặp đã như thân quen lâu ngày, sao có thể vì chuyện vặt vãnh này mà gây chiến với Long Nhạc huynh đệ đây được. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, là thật sự thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn quả thực lo những tên luyện khí sĩ yêu tộc này sẽ trở mặt, kể cả thấy hắn thuộc long tộc thì cũng phải xử lý hắn để báo thù cho Chuẩn Kiêu. Bèn cười nói. Ta vốn là kẻ làm việc lỗ mãng, không biết gì đã tự tiện ra tay tạo nên sai lầm lớn rồi. Cũng may các vị sư huynh rộng lượng bao dung cho khuyết điểm của ta. Bốn tên luyện khí sĩ kia cười thầm trong lòng. Cái tên thiếu niên long tộc này đúng là kẻ mới xuất đạo có khác, quá non kém. Kẻ chết đâu phải bọn ta, nào có đáng vì một tên đã chết mà đắc tội long tộc đây. Chuẩn Kiêu chết cũng không uổng phí, tự dưng bọn ta được thêm cái mỹ danh độ lượng bao dung. Trung Nhạc mời bọn họ ngồi xuống, rồi gỡ lưu nhận trên lưng xuống đặt lên án kỷ, cũng ngồi xuống rồi nói. Các vị huynh trưởng, lãnh địa của Chuẩn Kiêu tất nhiên là của Long Nhạc huynh đệ rồi. Tên vạm vỡ mặc da hổ cười ha ha nói. Cá lớn nuốt cá bé, Chuẩn Kiêu bản lĩnh kém cỏi bị Long Nhạc huynh đệ giết chết đi, đó là đáng đời. Long Nhạc huynh đệ trở thành chủ của vùng đất 500 dặm này, chúng ta cũng tiện đường lui tới. Trung Nhạc chần chừ nói. Nếu các hàng xóm khác không biết chuyện này, tới kiếm chuyện với ta... Hey, cũng đúng. Tên vạn vỡ kia quay sang nói với tên luyện khí sĩ mặt trắng nõn. Bạch tú sĩ, chúng ta hãy dùng bồ câu đưa tin báo cho hàng xóm lân cận một tiếng đi, nói rằng Chuẩn Kiêu đã chết rồi, long tộc Long Nhạc huynh đệ trở thành chủ mới của lãnh địa này. Tên bạch tú sĩ kia gật đầu nói. Quả thực phải thông báo một tiếng rồi, tránh cho gây chuyện không vui. Bốn tên luyện khí sĩ rót tinh thần lực ra, hóa thành những con chim bồ câu bay đi bốn phương tám hướng. Tên luyện khí sĩ mặt vàng họ Hoàng, tên là Thư Lang kia, nhìn chằm chằm thanh lưu nhận mà Trung Nhạc đặt trên án kỷ, lòng thất kinh bèn hỏi. Này,
Long Nhạc huynh đệ, chiếc hồn binh này trông thật tốt à. Xin hỏi, nó có lai lịch như thế nào đây? Trung Nhạc trả lời một cách thờ ơ, dường như thứ này là thứ quá đỗi bình thường. À, đây là hồn binh mà lúc ta đi thì tộc trưởng tặng lại cho ta, tên là Lưu Nhẫn. Nghe nói là thần nha, luyện từ răng của thần. Sao? Thần nha ư? Bốn tên luyện khí sĩ nghe vậy, tim đập thình thịch. Bởi huyết san hô mà ban nãy Chuẩn Kiêu lấy ra đã đủ để cho bọn họ hâm mộ muốn chết. Nào ngờ cái tên thiếu niên long tộc này lại tiện tay xách ngay một cái răng nanh thần nha ra. Bọn chúng thầm nghĩ, thật không hổ là long tộc mà, thiếu niên này có thể lấy ra thần nha mà làm hồn binh, chứng tỏ là thuộc quý tộc hậu duệ danh môn rồi, không thể chậm trễ được, mau kết giao tình với hắn ta, sau này chắc chắn không thiếu chỗ tốt rồi. Đám người Hoàng Thư Lang chờ một lúc, chỉ thấy Trung Nhạc hỏi han bọn họ tình hình xung quanh, chứ chẳng có ý định khoản đãi gì cả, cũng chẳng cho người đi mang vài cô thiếu nữ lên để mời khách, thì có phần oán hận trong lòng. Cái tên thiếu niên long tộc này cái gì cũng được, mỗi tội phải tính keo kiệt, chẳng hào phóng như Chuẩn Kiêu. Người vừa xử lý Chuẩn Kiêu chiếm lãnh địa của người ta xong, tất nhiên là phải mời khách bữa cơm rồi. Nay chẳng thèm nói chẳng thèm rằng, có thể thấy được đúng là một tên kiệt sĩ, phát chảy ra nước mà. Trung Nhạc gọi đám tôi tớ trong miếu thờ này, thấy vậy bốn tên luyện khí sĩ vui vẻ thầm nghĩ, à rốt cuộc hắn cũng biết mời chúng ta ăn rồi. Trung Nhạc ra lệnh, nay ta đã là lão gia mới của các ngươi, tất nhiên phải có quy định mới làm được. Người truyền lệnh xuống báo cho các ngươi rằng, lão gia mới là người ăn chay không ăn mặn, các ngươi cũng phải nói cho các luyện khí sĩ lui tới rằng, các ngươi đều là tài sản riêng của Long Nhạc, Long lão gia ta. Long Nhạc lão gia nuôi các ngươi để cung phụng linh của lão gia, tương lai trở thành bất diệt long hồn. Nếu bọn họ ăn các ngươi là đang gây chiến với Long Nhạc lão gia ta. Người học kia vừa mừng vừa sợ, vừa lan vừa bò mà chạy xuống núi. Thở cúng linh sao? Bất diệt long hồn. Bốn tên luyện khí sĩ kia nghe vậy mà khiếp sợ, tim đập thình thịch. Long Nhạc này quả nhiên có lai lịch đáng sợ mà, chí hướng quá cao xa, giờ đã bắt đầu chuẩn bị thành thần rồi sao? Trung Nhạc lại gọi một tên tôi tớ khác đến dặn, đi chuẩn bị ít rượu cháy với thức ăn cháy, ta muốn kính vài vị sư huynh đầy mấy chén. Phải nhớ kỹ, phải cháy, đừng có làm mặn, lão gia người thấy mùi thức ăn mặn là muốn nôn rồi. Nói xong, Trung Nhạc quay sang áy náy nói với bốn tên luyện khí sĩ kia, bốn vị huynh trưởng chớ trách ta, từ khi mới sinh ra ta đã ăn chay rồi, không chịu được thức ăn mặn. Sắc mặt đám người Bạch Tú Sĩ và Hoàng Thư Lang nghệt ra, rồi vội cười nói, Long Nhạc huynh đệ khách khí rồi, khách khí rồi. Những thức ăn chay ấy chúng ta thôi không ăn, vì nay bốn tên cao thủ kiếm môn đang bị nhốt trong cô Hà Thành. Cường giả trẻ tuổi của yêu tộc ta đang quyết chiến với bốn tên này, đại chiến sắp tới, rất phấn khích cả. Ngày khác chúng ta lại tới quấy giày. Trung Nhạc nghe vậy liền hỏi, sao bốn tên cao thủ kiếm môn ư? Ồ, thì ra Long Nhạc huynh đệ không biết chuyện này sao? Tên Hổ Văn Sinh thân tình vạm vỡ cười nói, chúng ta tới tìm Chuẩn Kiêu chính là định cùng y đi tới cô Hà Thành. Nay Chuẩn Kiêu chết rồi, không bằng Long Nhạc huynh đệ cùng đi với bốn huynh đệ chúng ta đây. Người chiếm nơi này trở thành địa chủ nơi đây, cũng cần phải tới cô Hà Thành đăng ký một phen. Trung Nhạc nghe vậy bèn gật đầu thầm nghĩ, Tân Hỏa nói truyền tống đại trận ở gần nơi đây, không bằng tới cô Hà Thành trước vậy, tọa thực thân phận luyện khí sĩ long tộc này, sau đó tìm kiếm phương vị cụ thể của truyền tống trận sau. Hồ Văn Sinh cười nói, nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nữa rồi, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Bốn tên luyện khí sĩ lập tức dùng ý nghĩ biến ra yêu vân nâng bọn chúng lên. Trung Nhạc chần chừ một lúc rồi thành thật nói, bốn vị huynh trưởng quả thực không dám giấu, ta chưa phải luyện khí sĩ đâu, tuy có thể ngự lôi phi hành thế nhưng không thể quá lâu được. Sao, Long Nhạc huynh đệ chưa phải luyện khí sĩ sao? Đám người Hoàng Thư Lang nghe vậy thì khiếp sợ, chưa phải luyện khí sĩ mà chỉ cần một đao giết được Chuẩn Kiêu, thực lực thế này quả không hổ là thiếu niên long tộc. Đừng lo, chúng ta nâng ngươi lên đám mây là được. Trung Nhạc dùng lô đình nâng mình lên trời, bốn tên luyện khí sĩ kia nâng hắn lên đám mây,
Trung Nhạc không tốn chút sức nào mà được Yêu Vân đưa đi. Qua hai canh giờ sau, những dãy núi xuất hiện nhiều hơn, dần dần có một ngọn núi cao vút, cao hơn hẳn những ngọn núi khác, vô cùng hiểm trở. Mà ở giữa dãy núi thì tràn ngập Yêu Vân, được ánh dương chiếu lên, liền ánh lên những màu sắc rực rỡ. Bạch Tú Sĩ giơ tay chỉ về phía xa nói: "Cô Hà Thành được xây trên ngọn núi kia, Long Nhạc huynh đệ, hãy nhìn xem." Trung Nhạc dương mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn núi to lớn tới vài trăm dặm, nguy nga hùng vĩ, hơn hẳn những ngọn núi khác đứng sừng sững nơi đó. Chỉ có điều, ngọn núi này chỉ có một nửa, dường như bị người ta chặt đứt từ sườn núi. Trên đỉnh núi có xây dựng một tòa thành trông xưa cũ, rộng chừng trăm dặm. Trên không trung tòa thành này, Yêu Vân hội tụ, như từng dáng mây ngũ sắc lơ lửng bên trên, trông rất đẹp mắt. Mà trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa đột nhiên bực mình nói: "Cái tên khốn nào dám xây tòa thành này trên truyền tống trận của ta vậy?" Hồn phách của Trung Nhạc nghe vậy thì nhảy dựng lên thất thanh nói: "Sao, truyền tống đại trận sao? Tân Hóa, tòa thành này chính là nơi có truyền tống đại trận mà ngươi cùng người thừa kế Tân Hóa đời trước tạo ra sao?" Ngọn lửa nhỏ ngồi trên trán của hồn phách hắn gật đầu nói: "Đúng vậy, năm đó ta lựa chọn nơi này làm truyền tống trận, chủ yếu vì ở đây có núi lửa, bên trong hỏa lực hừng hực, chứa nguồn năng lượng vô cùng mạnh, có thể duy trì truyền tống trận vận chuyển, không bị thời gian tiêu hao. Những cái tên nhãi nhép này lại dám xây dựng thành trì trên truyền tống trận của ta. Nếu không nhờ truyền tống trận của ta hấp thu năng lượng của núi lửa, các người đã sớm bị nướng chín rồi." Lại nghe Hoàng Tư Lang giới thiệu tiếp: "Long Nhạc huynh đệ thấy chấn động chưa? Tòa cô thành này từ xa xưa tới nay đã tồn tại được hơn vạn năm rồi đấy." Gã lướt xung quanh một cái rồi tỏ ra thần bí: "Ta nghe nói bên dưới tòa thành này có chứa một bí mật rất lớn, bên trong giấu một tòa đại trận thần cấp 3, khủng bố, rất khủng bố. Các đời thành chủ đều định mở tòa đại trận ấy ra, nhưng thương vong vô cùng, lại chẳng thể thành công được." Hồ Văn Sinh gật đầu tỏ vẻ hâm mộ: "Nghe nói trong tòa đại trận có cất giấu kho báu của thần, nếu có được kho báu ấy là có thể xưng bá Đông Hoang, thâu tóm Đại Hoang, trở thành chúa tể trời đất này rồi." Trung Nhạc chớp chớp mắt, mà hồn phách thì lại quay sang hỏi Tân Hỏa: "Tân Hỏa, ngươi đặt bảo bối gì trong truyền tống đại trận vậy?" Tân Hỏa cũng buồn bực không thôi nói: "Nào có để bảo bối gì đâu, chỉ là một tòa truyền tống đại trận thôi mà. Lúc ấy ta lo có kẻ sẽ xông nhầm vào đại trận, nên đã bố trí nhiều phong ấn với sắt trận bên ngoài truyền tống đại trận, chỉ là hình như ta bày hơi nhiều." Trung Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đám cường giả yêu tộc kia thấy phong ấn với sắt trận dày đặc như vậy nên lầm tưởng rằng bên trong có kho báu tuyệt thế nào đó chăng?" Bạch Tú liền nói: "Trong vạn năm nay từng có nhân vật vô cùng hùng mạnh, cường giả cấp thủ lĩnh xâm nhập vào bên trong phong ấn, tiếc rằng không thể phá giải hoàn toàn phong ấn và sắt trận được, và có không ít cường giả đã chết ở trong đó rồi. Nhưng nghe nói có người đã thấy được một viên minh châu không thể tưởng tượng nổi ở bên trong trấn, có chứa uy năng lạnh lẽo mà khó có thể đánh giá được, chắc chắn là bảo bối của thần rồi." "Thứ bọn chúng thấy chắc chắn là mặt trăng rồi." Tân Hỏa suy tư một lát rồi tỉnh ngộ nói: "Mục tiêu của tòa truyền tống đại trận này chính là mặt trăng, bởi vậy trong trấn mới có thể chiếu rọi ra được bóng dáng của mặt trăng." Hồ Văn Sinh thở dài nói: "Lúc ấy khi viên minh châu kia xuất hiện, tỏa ra ánh sáng như ánh trăng chiếu rọi, lộng lẫy phi thường, dường như gần trong gang tấc vậy, thế nhưng không ai bắt được. Những người phá trận đều như phát điên lên, ai nấy đều cho rằng đó là món bảo bối vô cùng quý giá. Thế nhưng tiếc rằng bao nhiêu cường giả chết đi cũng chẳng lấy được. Mà đáng tiếc nhất là có một vị xông vào trong trận, giơ tay bắt được viên minh châu kia rồi, nhưng lại chẳng thể nào nhấc lên được, cuối cùng khiến vị tiền bối ấy chết ở trong trận." Sắc mặt Trung Nhạc lúc này khá là cổ quái: "Muốn bắt lấy mặt trăng ư? Kẻ này cũng hay đấy. Chẳng lẽ hãm không thành, cứ thế bỏ qua sao?" Trung Nhạc tủm tỉm hỏi: "Kho báu tuyệt diệu như vậy ở ngay dưới mông, sao có thể không lấy cho được?" Hồ Văn Sinh quả quyết nói: "Tất nhiên là không bỏ qua rồi. Kho báu mà thần viễn cổ để lại há có thể cứ thế buông tay cho được. Nghe nói thành chủ cô Hồng Tứ cũng tính thăm dò bảo tàng ở trong núi lửa. Cô Hồng Tứ tuy không phải thủ lĩnh của yêu tộc,
thế nhưng thực lực không yếu đâu, lại đa mưu túc trí, nhất định có thể mở được kho báu dưới thành. Trung Nhạc nghe vậy liền tỏ ra mừng rỡ nói: nếu khai quật được kho báu này, tất sẽ kinh thiên động địa đấy. Đó là đương nhiên, con đường vùng lên của yêu tộc thế không thể cản. Càng lúc càng tới gần Cô Hà Thành, Trung Nhạc quan sát tòa yêu thành này, lòng chấn động. Chỉ thấy tòa thành hùng vĩ này như một tòa hùng quan. Trên tường thành đầy những đồ đằng văn như lưu tinh, ở giữa có xen những cọc gỗ, cứ vài trượng lại có một cây cọc gỗ dài, đầy rõ ràng là đồ đằng thần trụ. Mà cứ mỗi trăm trượng lại có một bức tượng điêu khắc thần thú với những hình thái khác nhau. Có rất nhiều tượng thần thú đứng sừng sững trên tường thành, mỗi một con đều cao tới 130 trượng, hùng vĩ vô cùng, khiến cho cả tòa thành này ngập tràn loại yêu khí làm người ta phải khiếp sợ. Càng tới gần tòa thành này thì những bức tượng điêu khắc thần thú trông càng rõ ràng. Trung Nhạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi những đồ đằng văn trên các bức tượng thần thú kia đều khắc họa theo hình thể. Bình thường đồ đằng văn vẽ ở bên ngoài bóng nhắn như đồ đằng chú, không để cho đồ đằng chú méo mó, bởi nếu bị méo thì uy lực của đồ đằng văn sẽ bị tổn thất đi. Trung Nhạc chớp mắt thầm nghĩ: mà đồ đằng văn trên các bức tượng thần thú kia lại chảy rộng toàn thân, hẳn là một phương pháp vẽ khắc vô cùng cao siêu nào đó rồi. Chẳng lẽ những đồ đằng văn này có thể khiến cho các bức tượng sống lại sao? Ồ, phương pháp vẽ khắc đồ đằng văn này với cách đem đồ đằng văn khắc lên xương cốt mà ta nhìn thấy ở trong xương cốt của các đời môn chủ kiếm môn trong ma hồn cấm địa tuy có khác nhau, thế nhưng hiệu quả lại giống nhau tới kỳ diệu, đáng để nghiên cứu đấy. Trong tòa thành này thậm chí còn có núi non liên miên, chỉ là đỉnh núi không cao. Trong núi có cung điện, động phủ với mây mù lợn lờ, hẳn là nơi ở của đám luyện khí sĩ cao tầng bên trong yêu tộc. Tuy Cô Hà Thành này kém kiếm môn, nhưng cũng không phải là nhỏ bé. Đây mới chỉ là một tòa thành của yêu tộc mà thôi, không biết thành địa hãm không thành của yêu tộc sẽ như thế nào. Nếu muốn công phá tòa hùng quan này thì không biết phải hy sinh biết bao nhiêu luyện khí sĩ mới làm được đây. Yêu tộc quả nhiên không hổ là chủng tộc văn minh. Trung Nhạc thầm khen ngợi: bốn vị cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta lại dám xông tới nơi đây, mà còn là đuổi giết thay tên thủ lĩnh của hãm không thành, Lưu Hoàng đào chú và Cẩm Tú đào chú. Bốn người này thật gan dạ, khí phách, quả thực cao hơn người khác một bậc mà, là hạng nhân kiệt của nhân tộc Đại Hoang ta. Không lâu sau, bốn tên luyện khí sĩ Hổ Văn Sinh, Hoàng Thư Lang, Hạ Xuống Yêu Vân đi vào trong thành. Thành này rộng lớn, ngay cả đường phố cũng rộng rãi hơn các thành trấn khác rất nhiều. Hiển nhiên yêu tộc là một chủng tộc cuồng dã, không câu thúc, nên để đường phố rộng rãi như vậy cũng là để dùng cho những lúc có đánh nhau. Mà những yêu tộc có thể trở thành luyện khí sĩ đều là những yêu thú đã tu luyện thành công. Có một số loại yêu thú có hình thể vốn đã cực kỳ khổng lồ, nếu hiện nguyên hình đường mà quá chật thì nhà cửa hai bên sẽ bị đè sập. Trung Nhạc không biết phong thổ yêu tộc như thế nào, nhưng tới tòa Cô Hà Thành này, hắn phải nói là được mở mang tầm mắt rất nhiều. Yêu tộc khác với nhân tộc, những yêu tộc hành tẩu trên đường phố có kẻ còn chưa hoàn toàn khai hóa, còn giữ lấy thân thú, có kẻ đã khai hóa nhưng vẫn giữ lại đầu thú hoặc một vài bộ phận khác trên người vẫn chưa biến hóa hết. Có người tai mèo, có đuôi sù, có sừng. So với kiếm môn thì nơi này càng thêm hỗn loạn, thi thoảng lại có trận đấu xảy ra. Nếu hai tên yêu tộc mà không hợp lời, hợp mắt thì sẽ lao vào tẩn nhau liền. Trong lúc chiến đấu say sưa sẽ hóa lại nguyên hình thành hai con yêu thú to lớn đánh nhau, rất là kinh tâm động phách. Giờ phút này cả tòa yêu thành đều tràn ngập không khí túc sát, khí tức cường giả quấy động của yêu vân trên không trung, khiến Trung Nhạc cảm thấy thật áp bách. Nơi này có kiếm khí vô cùng sắc bén, có yêu khí nặng như ngọn núi, có loại cảm giác áp lực tựa như ngọn núi lửa trực phun trào, có cảm giác kinh sợ như lô đình sắp phóng. Bốn cao thủ kiếm môn Phong Phương Lôi Quân đều ở trong thành, còn có cường giả yêu tộc đang giằng co với bọn họ. Trung Nhạc cảm ứng, lòng khiếp sợ. Những cường giả yêu tộc có khí thế tương xứng với phương kiếm các không phải là ít à? Phỏng chừng ngoài tên cô hồng tử kia, đám cao thủ trẻ tuổi ở hãm không thành cũng đã tới rồi. Nhân tộc, yêu tộc trẻ tuổi định khai chiến ở nơi đây. Lúc bọn họ chiến đấu có thể thu hút sự chú ý của người khác được. Để ta nhân cơ hội lẻn vào trong truyền tống đại trận trong núi lửa, chỉ là không biết phải làm như thế nào mới vào được thôi.
Hắn nhìn quanh mình, chỉ thấy tòa yêu thành này quá lớn, muốn tìm đường để xâm nhập vào núi lửa không hề dễ. Giờ phải đi đăng ký trước đã, trở thành luyện khí sĩ của cô Hà Thành rồi tính sau. Long Nhạc huynh đệ, để ta dẫn ngươi tới cô Hà Phú lập hồ sơ. Bốn tên luyện khí sĩ kia dẫn đường đưa Trung Nhạc tới cô Hà Phủ. Chúng dẫn Trung Nhạc gặp quản sự của cô Hà Phủ, nói qua lai lịch Trung Nhạc. Tên quản sự kia nghe xong hoảng sợ, thất thanh kêu lên: Long tộc ở Đông Hải sao? Tên cường giả yêu tộc này vốn còn có vẻ biếng nhác, lúc này lại người người tinh thần nhìn chằm chằm Trung Nhạc, tỏ vẻ hoài nghi. Vị quản sự này cũng là một cao thủ, đoán chừng không thua kém Tả Tướng Sinh của kiếm môn ta. Trung Nhạc thầm nghĩ. Đám người Bạch Tu Sĩ lần tranh thủ kể chuyện Trung Nhạc chưa phải là luyện khí sĩ, nhưng chỉ với một đao đã giết chết được chuẩn kiêu, cho tay quản sự kia nghe. Nghe xong, quản sự kia trầm ngâm nói: Nếu là Long tộc thì quả thực là có chiến lực này. Long tiên sinh, thực sự không phải ta làm khó ngài, chẳng qua công pháp nhân tộc thiên biến vạn hóa, khó tránh sẽ có luyện khí sĩ nhân tộc lẻn vào trong yêu tộc. Ngài nói ngài thuộc Long tộc, chi bằng hãy chứng minh đi. Trung Nhạc hỏi: Chứng minh như thế nào? Vị quản sự kia thử nói: Có thể mời Long tiên sinh hiện nguyên hình được không? Có gì không thế. Trung Nhạc lập tức dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú treo trên không trung thức hải. Ngay tức khắc, luồng tinh khí thần thú mãnh liệt trào ra toàn thân. Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một con long tướng dài tới hơn 4 trượng. Lần này hắn khống chế độ mạnh của tinh thần lực khi đâm vào nội đan thần thú, khiến nguồn tinh khí trào ra đủ để hắn biến thành long tướng. Chỉ cần thoáng luyện qua tinh khí thần thú ấy là có thể từ long tướng biến thành dạng nửa người nửa long tướng ngay. Quả nhiên thuộc long tộc. Tên quản sự kia mắt sáng ngời, bởi gã cảm nhận được cảm giác áp bách nhiếp hồn phách truyền tới. Đây là sự áp bách của chủng tộc bậc cao với chủng tộc bậc thấp hơn. Tuy gã đã là luyện khí sĩ, nhưng gã vẫn cảm giác được uy áp tới từ long huyết của tên long tộc Trung Nhạc này. Thì ra long tiên sinh thuộc thi nhánh của long tộc, không phải long tộc thuần huyết ta. Cũng khó trách được, nếu là long tộc thuần huyết thì sao lại tới nơi như cô Hà Thành này được đây. Dù chỉ là long tướng, thế nhưng địa vị vô cùng tôn quý, nên tên quản sự kia không dám chậm trễ, vội vàng lập hồ sơ rồi lấy ra một tấm lệnh bài cung kính đưa cho Trung Nhạc. Long tiên sinh, từ nay về sau Ưng Chuẩn Lĩnh rộng 500 dặm sẽ là lãnh địa của ngài. Nếu Long tiên sinh tu thành luyện khí sĩ là có thể mở rộng lãnh địa của mình được. Trung Nhạc luyện hóa vài phần tinh khí thần thú, thân thể dần dần khôi phục lại hình thái Long Nhạc. Hắn nhận lấy lệnh bài rồi gật đầu cảm ơn. Tay quản sự kia thấy hắn biến hóa thoải mái như vậy, lại càng tin rằng hắn là người của Long tộc. Bởi vì hiện tại Trung Nhạc còn chưa phải luyện khí sĩ, chưa tu thành luyện khí sĩ thì chưa thể biến hình khai hóa như ý được. Long tiên sinh tới thật đúng lúc à. Hôm nay chính là ngày mà cường giả yêu tộc ta quyết đấu với cường giả kiếm môn. Vị quản sự kia cười nói: Lúc này hẳn là đã bắt đầu rồi, không biết Long tiên sinh có hứng thú quan chiến không? Sao, đã bắt đầu rồi ư? Trung Nhạc buồn bực hỏi: Vì sao không thấy ai cả vậy? Vị quản sự kia đáp: Long tiên sinh hẳn không biết rồi, nếu mà giao đấu trong cô Hà Thành với dư chấn từ trận đấu của các vị cường giả, e là sẽ khiến cho cô Hà Thành thương vong thảm trọng mất thôi. Cho nên trận chiến này diễn ra trong núi lửa bên dưới cô Hà Thành. Bạch tu sĩ thất thanh hô lên: Sao, chẳng lẽ là trong phong ấn viễn cổ ở trong núi lửa sao? Trung Nhạc nghe vậy thì mừng thầm nói: Xin hỏi ta phải làm như thế nào để vào trong lòng núi lửa đây? Tay quản sự kia nói: Trong ngọn núi lửa này có cất giấu kho báu của thần viễn cổ, là trọng địa trong trọng địa của cô Hà Thành ta. Tất nhiên là có luyện khí sĩ canh gác tầng tầng lớp lớp rồi. Đường vào trong lòng đất cũng có đầy phong ấn, luyện khí sĩ không có lý do, dù muốn đi vào cũng không được đâu. Lần này là trận quyết đấu giữa cường giả yêu tộc với nhân tộc. Kẻ có tư cách xem chiến đều là có danh vọng bên trong yêu tộc, đều xuất thân danh môn. Long tiên sinh thuộc Long tộc, nằm trong những người này, tất nhiên là có tư cách vào rồi. Thế nhưng bốn người này... Gã nhìn đám người Hồ Văn Sinh, Bạch Tu Sĩ rồi lắc đầu, ý bảo
là bốn vị luyện khí sĩ này không đủ thân phận, không thể vào xem chiến. Mà thật sự thì đúng là như vậy thật. Lãnh địa của đám người này giống lãnh địa của Chuẩn Kiêu, đều nằm bên ngoài Cô Hà Thành, chứ không ở trong quần sơn, là nơi cằn cỗi. Có thể thấy được rằng địa vị không cao. Những luyện khí sĩ có địa vị cao thì đều có động phủ nằm trong quần sơn xung quanh Cô Hà Thành, đó mới là tượng trưng cho thân phận địa vị. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói: Tiền bối có thể dàn xếp chút ít được không? Vị quản sự kia tỏ vẻ cố lắm mới được, cười nói: Cho bọn họ vào xem cũng không phải là không thể. Đây là nể mặt Long tiên sinh thôi. Ta cũng muốn vào xem trận chiến này. Hey, cũng được, các ngươi vào theo ta thôi. Đám người Bạch Tú Sĩ, Hồ Văn Minh cảm động tới rơi nước mắt. Vị quản sự kia vỗ tay, liền thấy một tên luyện khí sĩ yêu tộc đi vào. Vị quản sĩ kia cười nói: Người canh giữ nơi đây, ta dẫn bọn họ vào núi lửa. Vị luyện khí sĩ kia gật đầu. Tên quản sự quay sang nói với Trung Nhạc: Mời Long tiên sinh đi theo ta. Trung Nhạc cất bước đi theo. Không lâu sau, tên quản sự kia dẫn mọi người tới trước một hồ nước trong thành. Hồ nước này không lớn, chỉ chừng 2-3 dặm, mà hồ này đã bị chia ra làm hai nửa, để lộ ra không gian trống trải bên dưới. Lại có trọng binh canh gác, phải có chừng 100 vị luyện khí sĩ yêu tộc trấn thủ xung quanh. Thậm chí còn khuân cả tượng thần thú ở từng thành tới đặt bên cạnh hồ. Thế trận này hẳn không chỉ là để tránh cho các luyện khí sĩ yêu tộc tự tiện xông vào, mà còn là phòng cho bốn vị cao thủ kiếm môn xông ra khỏi núi lửa. Trong hồ này có phong ấn, thế nhưng không giống với phong ấn ở Ma Hồn Cấm Địa. Phong ấn ở nơi đây là để chặn cửa vào núi lửa dưới mặt hồ. Trung Nhạc theo vị quản sự kia đi xuống bậc thang. Hắn ngó nghiêng hai bên rồi quan sát, thì thấy vách tường nước ở đây cao ngất như được đao gọt vậy, mà nhìn kỹ thì còn thấy được đồ đằng văn ở trong nước. Đối với thủy đồ đằng văn, yêu tộc và nhân tộc có những kiến giải riêng của mình. Ngoài đồ đằng văn được khắc ở trong hồ nước ra, còn có những cây đồ đằng trụ to lớn đóng vào đáy hồ, trông như cọc gỗ vậy, dùng để tăng cường hiệu quả của phong ấn. Càng vào sâu bên trong núi lửa, không khí xung quanh lại chẳng có vẻ nóng bức gì cả, mà mát mẻ một cách kỳ quái. Hẳn là truyền tống đại trận và số sát trận phong cấm do Tân Hỏa bày ra đã rút đi hỏa lực của núi lửa. Vào trong lòng đất được vài dặm, không gian bốn phía càng lúc càng rộng. Bên trong núi lửa thậm chí còn có không gian lớn hơn 10 dặm. Khắp nơi đều có dựng những cây cột trụ dung nham chống lấy trần núi bên trên. Nham thạch nóng cháy tạo nên một hồ nước cùng ngục, tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Nhưng đám người Trung Nhạc lại không hề thấy nóng, bởi nhiệt lượng do nham thạch phun ra đều bị một loại năng lượng kỳ dị nào đó hút đi. Long tiên sinh dù xuất thân Long tộc, là con cháu quý tộc, thế nhưng chắc hắn cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng này đâu phải không? Vị quản sự kia nói với vẻ mặt tự đắc: Đây mới chỉ là tầng ngoài của phong cấm trong lòng đất mà thôi. Kho báu thần linh trong lòng đất này nằm sâu mấy trăm dặm ở trong lòng đất kia, khắp nơi răng đầy phong cấm sát cơ vĩ đại lắm cơ, nên đã hút hết đi địa hóa của ngọn núi lửa này đi rồi. Thế trận này là trận thế hiếm thấy trong các kho báu của thần. Vị thần kia trước khi chết đi đã bày ra phong cấm trùng trùng điệp điệp như vậy, có thể thấy kho báu bên trong chân quý cỡ nào. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, lòng thì giờ khóc giờ cười. Chắc chắn bọn họ không biết rằng Tân Hỏa bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để đưa ta lên mặt trăng, để ta cảm ứng nguyệt linh mà trở thành luyện khí sĩ thôi sao? Ôi trời ơi, Tân Hỏa cái tên này, qua nhiều năm như vậy không biết đã bẫy bao nhiêu cường giả yêu tộc rồi đây. Trong thức hải, ngọn lửa nhỏ dưng dưng đắc ý, rồi vụt một cái đuôi mọc ra một cái đuôi lửa vẩy lên tận trời. Càng vào sâu trong núi lửa, không gian càng lúc càng rộng. Bên trong nơi này thậm chí còn có núi đá lởm chởm gồ ra bên ngoài như những cây nấm to đùng. Giữa những cây nấm ấy là một cây cầu đá màu đen dài tới cả vài dặm. Men theo những cây cầu đá này là có thể đi xuống bên dưới. Cẩn thận không chung, khắp nơi đều giấu sát trận đấy. Vị quản sự kia nhắc nhở: Vị thần viễn cổ đã tạo ra nơi này độc lắm cơ. Nếu đi dọc theo cầu đá thì không sao, nhưng nếu bay lên là sẽ khiến sát trận khởi động, nổ bùng một cái, chết không còn mảnh xác nào đâu. Lúc này trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa nhô đuôi lên cao, mặt thì ra vẻ
cứ ca ngợi ta đi, mau ca ngợi ta nào. Không biết từ lúc nào mà bọn họ đã chạy tới trăm dặm sâu giữa lòng đất. Vách đá bốn phía đều là nham thạch nóng chảy như thác nước chảy xuống. Nham thạch chảy theo vách đá xuống dưới, nhưng không biết là đổ về nơi đâu. Chẳng qua nơi này không khí vẫn rất mát mẻ, không hề cảm thấy được nhiệt độ bên trong nham thạch. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, lòng rung động không thôi. Vì bồi dưỡng người thừa kế Tân Hóa mà Tân Hóa đã để lại tòa truyền thống đại trận này, thật là vĩ đại. Càng vào sâu trong núi lửa, không gian càng rộng rãi. Đến nơi đây, sợ rằng không gian trong lòng đất này đã rộng hơn núi lửa rất nhiều, phải tới 4-500 dặm. Khắp nơi đều là những hồ nham thạch nóng chảy, cùng với những cột đá dung nham đâm lên trên cao. Cột đá không ngừng di chuyển, biến đổi vị trí trong hồ nham thạch. Cả một chặng đường tới đây đều rất yên bình, nhưng nhiều tầng sắp trận mà Tân Hỏa bày ra ở nơi đây cuối cùng cũng đã lể lộ ra mặt hung ác của nó. Một nguồn dao động vô cùng dữ dội truyền tới. Trung Nhạc nhìn lại thì thấy những cột đá dung nham kia tạo nên những tòa phong cấm và sắp trận. Nham thạch nóng cháy tạo nên đồ đằng văn trên cột đá, di chuyển bên trên cột đá. Đồ đằng văn không ngừng biến hóa, tạo nên đủ loại hoa văn cổ quái, làm cho không ai có thể nghiền ngẫm ra được sự ảo diệu chất chứa bên trong. Theo sự di chuyển của cột đá, chỉ thấy trong những tòa đại trận hồ nham thạch phát ra những tiếng ngùng ngục. Nham thạch như nước sôi trào, rồi những người khổng lồ, những con quái vật hình thành từ nham thạch nóng chảy từ từ đứng lên, hoành hành khắp mặt hồ. Trên người những người khổng lồ với những con quái vật kia là đồ đằng văn dày đặc, phủ kín toàn thân. Mắt chúng có ánh sáng, há mồm phun ra hỏa cầu, có đuôi lửa rất dài, trông vô cùng dũng mãnh. Ngoài những thứ đó ra, Trung Nhạc còn thấy bên trên những vách đá xung quanh nơi này có nham thạch chảy xuống như thác nước, nhưng cũng lại hiển lộ ra các loại hoa văn vô cùng đẹp đẽ, hẳn cũng là đồ đằng văn. Quả thực là Tân Hỏa đã biến nơi đây thành thế giới của các loại đồ đằng văn, có thể nói là tầng tầng sắp trận. Nếu muốn vào trung tâm núi lửa thì phải bước vào sắp trận trước, chỉ cần không cẩn thận thôi là có thể mất mạng. Nơi này chính là sắp trận tầng đầu tiên, hình như đã bị kẻ khác tìm ra lối vào an toàn rồi. Tân Hỏa mượn dùng đôi mắt của Trung Nhạc để nhìn bên ngoài, tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Ta để lại 9 tầng trận thế, bên trong mỗi một trận thế có chứa 108 tòa trận pháp, không ngờ lại bị người ta khám phá ra, tiến được vào trong trận thế thứ hai rồi. Vị quản sự kia cẩn thận dẫn bọn họ đi vào trong trận thế, đi xuyên qua những tòa trận pháp. Con đường dưới chân bọn họ trải đầy thi cốt. Năm đó để phá giải trận thế thứ nhất này, yêu tộc ta tử thương vô số vị đại yêu, dùng thi thể tạo nên con đường này. Trên xương cốt những đại yêu ấy có khắc vẽ các loại đồ đằng văn, đối nghịch với các loại cột đá đồ đằng văn nơi đây, mới khiến hậu nhân có thể bước vào trận thế thứ hai này. Đám luyện khí sĩ như Hồ Văn Sinh nào đã được gặp cảnh tượng như này, nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ theo sát phía sau, sợ là sẽ đi nhầm. Cả bốn tên đều sắc mặt tái nhợt, ngay cả thở còn không dám thở mạnh. Vị quản sự kia quay sang nhìn Trung Nhạc, thấy hắn mặt không đổi sắc, thảnh thơi bước đi, lòng không khỏi thầm khen ngợi. Thật không hổ là xuất thân hậu duệ Long tộc, hẳn là kiến thức rộng rãi, chỉ trận thế tầng thứ nhất này thôi còn chưa đủ khiến cho hắn ta sợ. Gã nào biết được, Trung Nhạc yên tâm là vì hắn đã có chỗ dựa vững vàng. Bởi vì kẻ tạo ra những trận pháp này đang ở trong thức hải của hắn, cho nên bước vào những trận thế này với hắn chẳng khác nào về lại nhà mình cả. Bọn họ xuống đến trận thế tầng thứ hai, nhưng nơi đây phải nói là hiểm ác hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Những hồ dung nham lúc này lại treo lơ lửng trên không trung, mà trong không trung các loại đồ đằng văn hiện ra, đủ loại trận pháp lớn nhỏ trông thật hỗn độn. Chỉ có một con đường được luyện nên từ huyền băng uốn lượn xuyên qua những sắt trận này. Huyền băng đóng băng lại nham thạch ở xung quanh, nên mới khiến con đường này an toàn để thông qua. Hàn băng này được vận chuyển tới từ nơi cực hàn, được thủ lĩnh yêu tộc thời thượng cổ của chúng ta mất vài thập niên khắc các loại đồ đằng văn để làm vững chắc hàn khí, không để hàn băng bị đốt cháy, thế nên mới tạo ra được con đường này. Vị quản sự kia nói. Trong thức hải của Trung Nhạc, lúc này cái đuôi nhỏ của Tân Hỏa cũng cụp xuống một chút, không còn vẻ đắc ý như ban nãy nữa. Y nói thầm. Không ngờ
yêu tộc lại có kẻ thông minh như vậy, biết cách phá giải trận thế mà ta đã để lại như vậy. Tới tầng thứ 3, lúc này vô số hồn binh phải tới cả vạn cái, nối tiếp nhau tạo nên một con cầu bắc qua trận thế thứ 3. Ở tầng thứ 4 là do rất nhiều đồ đằng thần trụ, do lôi kích viêm mộc cao tới mấy trượng tạo nên. Mỗi một cái đồ đằng thần trụ cắm vào trong nham thạch để chống cự trận thế. Thế là tầng 4 cũng bị yêu tộc thông qua. Tầng thứ 5, trong sát trận ở tầng này xuất hiện đầy hỏa nha với cái mồm đầy răng nhọn hoắt, xải cánh phải dài tới hơn 10 trượng, trông vô cùng hung dữ. Vị cường giả yêu tộc phá tỏa sát trận này hẳn phải là cường giả cấp bá chủ. Trung Nhạc nhìn thấy thi cốt nhiều vô cùng rơi trong nham thạch, bị nham thạch nung nóng, tới nay màu đã phai tàn. Để phá trận thứ 5 này, số cường giả yêu tộc hy sinh vô số kể. Vị quản sự kia thở dài. Năm đó, người mạnh nhất yêu tộc ta, Lệnh Hồ Trích Tinh, được xưng là nhân vật tiếp cận tới thần, cũng đã ngã xuống ở nơi đây. Bộ hải cốt kia chính là của ngài. Trung Nhạc nhìn sang thì thấy một bộ thi cốt cửu vĩ hồ ly đứng trong dung nham, chỉ còn lại có bộ xương không. Vì phá giải tòa trận thế này mà quá nhiều cường giả đã chết đi. Con đường này phải nói là con đường tạo nên tiểu an hồn mít phái. Vị quản sự kia thở dài rồi dẫn đám người Trung Nhạc theo những cáp treo giữa vô số thi cốt kia. Cáp treo này đúng là vắt ngang giữa các thi cốt, làm cho người ta đi bên trên có thể bình an tiến vào trong trận thế. Chiếc đuôi nhỏ của Tân Hỏa lại cụp xuống vài phần, trông nghi có vẻ bị đả kích lớn. Liên tục 5 tòa trận thế bị phá giải khiến sự tự tin của ngọn lửa nhỏ này đã sụt giảm. Tòa trận thế thứ 6 tự tan rã. Đám người Trung Nhạc đi vào tầng thứ 6, chỉ thấy nơi đây là một mảnh phế tích. Khắp nơi đều là những cây cột gãy cùng nham thạch nóng chảy tuôn trào. Tên quản sự kia cười nói, đoán chừng là do vị thần viễn cổ kia đã tính toán sai lầm, tạo nên chút khiếm khuyết nhỏ. Kết quả qua không biết bao nhiêu vạn năm, khiếm khuyết nhỏ đó biến thành khiếm khuyết lớn, cuối cùng khiến tòa trận thế này tự tan rã ra. Cái đuôi của Tân Hỏa cụp xuống hẳn, trông y đầy ủ rũ. Trung Nhạc liền an ủi, yêu tộc mất không biết bao nhiêu vạn năm, hy sinh không biết bao nhiêu cường giả mới phá được tới trận pháp này, xuất hiện chút khuyết điểm cũng là chuyện bình thường mà. Tân Hỏa đứng ở trên trán Trung Nhạc uể oải nói, người không cần phải an ủi ta đâu, giờ ta muốn im lặng một mình. Tên quản sự kia dẫn đám người Trung Nhạc đi tới tầng thứ 7 trong ngọn núi lửa, nói với vẻ mặt đầy kính trọng, trận thế tầng thứ 7 này mới phá cách đây không lâu, chính thành chủ hãm không thành đã tự mình ra tay. Thành chủ hãm không thành ở thế hệ này chính là người mạnh nhất đã, với tài trí thông thiên, năng lực ngút trời, thực lực vô cùng mạnh. Sau khi phá được trận thế tầng thứ 7, ngày ấy bị thương nặng, bắt buộc phải bế quan tu dưỡng. Nếu không phải ngày ấy bế quan chưa ra, Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ sẽ không bị thương nặng, càng không bị đám tiểu bối kiếm môn truy sát được. Trung Nhạc nghe vậy mà khiếp sợ. Sao? Một mình thành chủ hãm không thành lại có thể phá được trận thế tầng thứ 7 sao? Không phải là một mình, mà số cường giả chết ở tầng này đã không biết bao nhiêu mà kể. Tên quản sự nói, trước khi thành chủ hãm không thành phá trận, trận thế tầng thứ 7 này đã bị các đời cường giả của yêu tộc ta phá đi hơn một nửa, nên thành chủ mới có thể thuận lợi phá giải được nó như vậy. Phải biết rằng trước đây dù có người phá được trận thế thì cũng khó mà toàn thân trở ra, thường đều chết ở trong lúc giải trận hoặc là chết ở trong tòa trận pháp tiếp theo. Mà thành chủ hãm không thành có thể thoát thân được đã là thành công rất lớn rồi. Quan trọng nhất là thành chủ hãm không thành đang tuổi tráng niên, tu vi và thực lực sẽ còn tăng lên rất nhiều. Tương lai rất có thể ngày ấy còn trở thành yêu thần đấy chứ. Trung Nhạc nghe vậy sắc mặt đầy nghiêm trọng, bởi môn chủ hiện thời của kiếm môn đã già, mà thành chủ hãm không thành lại đứng lúc tráng niên. Tình hình này rất là bất lợi cho kiếm môn và đại hoang. Kiếm môn ta loạn trong giặc ngoài, thế cục thật quá bất ổn. Bốn cao thủ trẻ tuổi hiện chưa đạt tới trình độ một mình có thể đảm đương tất cả được, mà trong kiếm môn lại có cường giả cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu mưu đồ gây rối. Giờ lại thêm một tên thành chủ yêu tộc với tài trí và mưu lược kiệt xuất như vậy, đây chẳng phải
là trời muốn diệt nhân tộc ở Đại Hoang hay sao? Trung Nhạc thầm nghĩ, trận thế tầng thứ 8 chưa được phá giải, chiến trường chiến đấu với 4 tên cường giả trẻ của kiếm môn chính là ở nơi đấy. Tên quản sự kia dẫn đám người Trung Nhạc đi vào tầng thứ 8. Trung Nhạc lập tức cảm giác được dao động của cường giả truyền tới. Bên trong trận thế tầng thứ 8 này phải có trên 100 luồng khí tức cực kỳ mạnh của các cường giả yêu tộc. Nơi đây rất rộng lớn, là một nơi thích hợp để chiến đấu. Vô luận là cao thủ kiếm môn hay cường giả trẻ của yêu tộc thì đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu giao thủ bên ngoài sẽ khiến cho tòa Cô Hà Thành này tổn hại nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến cho vô số yêu tộc tử thương. Mà giao chiến ở nơi đây, cho dù có hư hại thì cũng là phá đi trận pháp trong lòng núi lửa. Chẳng những không gây thiệt hại cho yêu tộc mà còn giúp cho bọn chúng phá giải trận thế tầng thứ 8 nhanh hơn. Vị thành chủ Cô Hà Thành, cô hồng tử này là kẻ đa mưu túc trí, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tướng kiêu hùng. Trung Nhạc lập tức hiểu ra ý tưởng của cô hồng tử, thầm nghĩ, y mời 4 vị cao thủ kiếm môn ta tới đây quyết đấu không chỉ là để tiêu diệt bọn họ, mà còn muốn mượn sức 4 người này để thử uy lực của trận thế tầng thứ 8. Tuy chưa gặp cô hồng tử, nhưng Trung Nhạc đã có thể tưởng tượng người này khó chơi tới mức nào. Nếu kẻ này tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Lại nghe đám Hồ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ nói thì cô hồng tử này là thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, còn rất trẻ đã được phong làm thành chủ Cô Hà Thành. Có thể thấy Hãm Không Thành coi trọng y như thế nào. Trung Nhạc lại khẽ nhíu mày thầm nghĩ, đám người Phương Kiếm Các, Phong Vô Ký biết rõ đây là hiểm cảnh, là cạm bẫy, sao bọn họ vẫn tiến vào nơi đây như vậy? Người khác thì Trung Nhạc không rõ, nhưng hắn đã từng gặp Phương Kiếm Các. Kẻ này chỉ với một kiếm thôi đã triển lộ ra thực lực mạnh mẽ đầy khí phách trong số những cao thủ mà Trung Nhạc đã từng gặp. Một mình xông vào Ma Khư, thừa dịp linh của Thiên Tượng Lã Mẫu còn chưa sống lại, liền vung kiếm chém thiên tượng. Có cả dũng cả mưu chứ đâu có phải hạng người lỗ mãng. Chẳng lẽ bọn họ nắm chắc rằng sẽ thoát thân được sao? Trung Nhạc thầm nghĩ. Không gian tầng thứ 8 trong núi lửa rộng lớn hơn mấy tầng kia rất nhiều. Những vách núi to lớn, hình nấm. Bên dưới là các cây cột dung nham. Đám người Trung Nhạc đi tới nơi này, đứng trên một vách đá. Thấy không trung bốn phía, thi thoảng lại tóe ra tia lửa. Ngọn lửa như tạo nên những đồ đằng văn lộng lẫy mà phức tạp giữa không trung. Đó là thần văn, vừa phức tạp vừa tinh diệu. Vừa xuất hiện, liền phóng ra một con viêm long từ trong đồ đằng văn, trông vô cùng hung ác. Một lúc sau mới tiêu tán. Mỗi một con viêm long ấy khiến người ta có cảm giác áp bách hệt như đang phải đối mặt với viêm long chân chính vậy. Long uy bao la, gần như bằng với khí thế mà cường giả cấp thủ lĩnh mới tỏa ra được. Trong không gian rộng lớn này, ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Những con viêm long dài gần một dặm lượn lờ giữa không trung, trông vô cùng khủng bố. Còn đám luyện khí sĩ yêu tộc đứng trước mặt viêm long thì thật bé nhỏ. Vù một tiếng, một con viêm long từ từ xuất hiện đằng trước vách đá nơi đám người Trung Nhạc đang đứng. Thân thể khổng lồ kia từ từ bơi đi, mà sát với vách núi đá bắn ra tia lửa, thậm chí đá còn bị đốt chảy thành dung nham. Đám người Trung Nhạc, Hồ Văn Sinh và tay quản sự đứng trên vách núi, chỉ thấy một cái vảy của viêm long thôi cũng đã khổng lồ hơn bọn họ rất nhiều. Long lân chân bóng chiếu rọi hình dáng của bọn họ. Đám người Bạch Tú Sĩ mềm mọt người ra, bị long uy ép cho ngồi bệt dưới đất. Thân là yêu tộc, huyết thống trời sinh của loài rồng áp chế bọn họ rất mạnh. Trung Nhạc thì chẳng thèm để ý đến long uy, lơ đễnh mà nhìn khắp nơi. Giữa các vách núi là những cây cầu treo nối liền với nhau. Hiển nhiên thành chủ Hãm Không Thành cũng định phá giải phong cấm với sát trận ở nơi này. 108 tòa sát trận, 108 vách núi hình nấm, có tất cả 5 tòa nối liền với nhau, hẳn là phá giải 5 tòa sát trận. Trên vách núi thứ 4 có một con huyền quy rất lớn, như một ngọn núi chiếm cứ nơi kia. Đó là tọa quy của Phương Kiếm Các. Còn trên 3 vách núi còn lại thì đều là cường giả yêu tộc tới đây xem trận chiến này. Trái với dự đoán của mọi người, nơi này chẳng hề có trận chiến kinh thiên động địa nào. Ngược lại, đám người Phương Kiếm Các lại đang cười nói vui vẻ với đám cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc, trông không có vẻ gì là kẻ địch sống chết với nhau cả. Trên vách núi thứ 5 tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, trên không kết xuất đám mây, nhìn từ xa hệt như mây lành, tỏa ra ánh vàng chói lóa như một tòa lương đình.
mấy vị cao thủ nhân tộc và yêu tộc đều không ngồi thì đứng ở trên đó. Người trung nhạc quen nhất là Phương Kiếm Các, hồng đao trường kiếm, ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Trong đình còn có một nam tử trẻ tuổi, tay cầm một chiếc ô màu trắng đang mở, gác trên đầu vai, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu nữ đang đánh đàn trong đình. Cô gái kia trông khá thanh tú, mười ngón tay thon dài di chuyển trên một chiếc huyền cầm đặt trên gối. Tiếng đàn tình tang du dương vang vọng trong núi lửa, cho người ta cái cảm giác rung động tới tâm can. Tên vạm vỡ to con như tháp sắt kia, mặt đầy râu quai nón, chắc chắn là Lôi Hồng của Lôi Hồ Thị rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ, nam tử Lôi Hồ Thị đều cường tráng như tháp sắt vậy, lại đầy râu quai nón, trông như đều được đúc ra từ một khuôn mẫu vậy. Mà thiếu nữ kia ắt hẳn là quân tư tà của quân Sơn Thị rồi. Trong số tứ đại cao thủ trẻ tuổi thì chỉ có mình quân tư tà là nữ tử mà thôi. Hắn quay sang nhìn nam tử cầm ô kia thầm nghĩ, như vậy kẻ này chính là Phong Vô Kỵ, cùng xuất thân từ thị tộc lớn nhất Đại Hoang với môn chủ kiếm môn Phong Thị. Lúc này Tân Hỏa vẫn giữ im lặng. Trung Nhạc thấy vậy thì không khỏi kỳ quái. Này Tân Hỏa, người này chính là Phong Thị, huyết mạch trực hệ của Phục Khi, là thần tộc Phục Khi thuần huyết mà ngươi tìm kiếm bấy lâu nay. Sao ngươi lại không có động tĩnh gì vậy? Kẻ này không phải thần tộc Phục Khi thuần huyết à? Huyết mạch trong cơ thể hắn chỉ đặc hơn ngươi một chút mà thôi, không phải người thừa kế mà ta muốn tìm. Thần tộc Phục Khi thuần huyết rất dễ phân biệt, đầu ngươi mình rắn, thần tính thiên minh, mi tâm có nhãn thần, nhìn thấu thiên địa. Tân Hỏa lắc đầu có phần thất vọng. Phong Thị là thế gia vọng tộc đệ nhất thời Phục Khi năm xưa, là huyết mạch trực hệ của Phục Khi, này đã không thể tìm ra được thần tộc Phục Khi thuần huyết nữ ư? Trung Nhạc nghe vậy thì có phần thất vọng, cũng có phần nhẹ nhõm. Nếu thật sự tìm được thần tộc Phục Khi thuần huyết rồi, sợ rằng Tân Hỏa sẽ rời bỏ hắn. Thời gian ở chung vừa qua đã khiến cho hắn có tình cảm sâu sắc với ngọn lửa nhỏ bé này, lòng thật không nỡ để cho hắn rời đi. Nhưng tìm một người thuộc thần tộc Phục Khi thuần huyết là chuyện mà hắn đã hứa với Tân Hỏa. Nếu vài năm nữa mà không tìm được Phục Khi thuần huyết, e rằng Tân Hỏa sẽ lụi tàn vĩnh viễn. Mấy người kia hẳn là cường giả yêu tộc tới từ Hãm Không Thành, đệ tử của thành chủ Hãm Không Thành. Trung Nhạc nhìn lại thì thấy cường giả Hãm Không Thành có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong số đó có một nam tử dáng người cao lớn, khoác áo khoác dài màu đen với bộ lông dài mượt, cùng Lôi Hồng đứng đó tôn nhau lên trông thật thú vị. Mà nam tử còn lại thì dáng người thấp bé, chưa tới 5 thước, khoác một bộ lân giáp sáng rực, nhìn không ra nguyên hình. Còn hai nữ tử kia, một người thì trông thanh thuần như nước, rất giống nữ nhân nhân tộc, người kia thì quyến rũ như lửa, đẹp đẽ thướt tha, nhưng mà phía sau hai người đều có đuôi trắng. Long tiên sinh, vị kia chính là cô Hồng Tứ, thành chủ cô Hà Thành. Tên quản sự chỉ về phương xa, Trung Nhạc nhìn theo, thấy người này có vẻ thanh tú, không nhìn ra cái dáng vẻ của một bá chủ trưởng quản lãnh thổ cả vạn dặm của yêu tộc, mà lại giống như một công tử gia đình quý tộc trong nhân tộc vậy. Càng là kẻ như vậy thì lại càng đáng sợ. Trung Nhạc thầm nghĩ. Vị quản sự kia giới thiệu tiếp. Nam tử mặc áo lông kiểu đen kia là đại đệ tử của Hãm Không Thành chủ Lãng Thanh Vân. Vị nam tử có vóc dáng thấp bé kia là tam đệ tử Quý Thanh Sơn. Còn thiếu nữ mặc ít kia là nhị đệ tử tên là Xích Luyện Nữ. Còn cô mặc nhiều là tứ đệ tử tên là Liên Tâm. Trung Nhạc khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ, cho dù bọn họ thắng thua thế nào, ta cũng phải xuống chỗ truyền tống trận ở tầng cuối cùng để mà lên mặt trăng. Một khúc ca đã hết, tiếng đàn cũng dần dừng lại. Cô Hồng Tử vỗ tay khen ngợi, tiếng đàn rất hay, giọng hát của Lôi Sư Huynh thật hùng tráng à. Tiếng đàn của quân sư tí lại càng du dương, khiến ta thật chẳng muốn ăn thịt các ngươi chút nào. Quân tư tà bật cười nói, cô Hồng Sư Huynh, hãy giao Lưu Hoàng đào chủ và Cẩm Tú đào chủ ra đây, tiểu muội sẽ làm chủ tha cho ngươi một mạng. Bên dưới chiếc dù trắng, Phong Vô Kỵ mỉm cười, quân sư muội đừng tự tiện làm chủ như vậy. Phong Sư Huynh, sát khí nặng quá rồi. Cô Hồng Tử cất tiếng cười vang nói, các vị là khách của yêu tộc ta,
nếu đã tới nơi đây rồi thì tất nhiên phải thưởng thức cảnh đẹp của yêu tộc ta rồi. Các vị mau xem, bảo vật kia lại bay lên rồi kìa. Đột nhiên hào quang sáng ngời mà mang theo vẻ lạnh lẽo bắn ra từ trong lòng đất, chiếu sáng lòng núi lửa. Mặc dù là đám viêm long kia cũng chẳng thể che khuất được ánh sáng chói lòa này. Đám cường giả yêu tộc đều nhìn xuống, đám người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các cũng nhìn theo, lòng không khỏi hoảng sợ. Sâu bên dưới lòng đất, một viên minh châu đang từ từ mọc lên. Ánh sáng kia tỏa ra từ viên minh châu này. Không chỉ như vậy, mọi người còn cảm giác được sự lạnh lẽo truyền tới, thậm chí như muốn đóng băng cả ngọn núi lửa. Nên biết rằng trận pháp trong núi lửa là sát trận thần cấp, nguy hiểm vô cùng, mà ngọn núi lửa này lại là suối nguồn năng lượng cho những đại trận kia. Vậy mà khí lạnh tỏa ra từ viên minh châu này lại như sắp đóng băng cả ngọn núi, có thể thấy nó mạnh tới cỡ nào. Bảo vật của thần. Tên quản sự bên cạnh Trung Nhạc khẽ lẩm bẩm. Nghe nói cứ đêm trăng tròn là bảo vật này lại mọc lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bởi vì nó vốn là mặt trăng mà. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười mà thầm nghĩ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.